chương 276, từ xưa Trung Hiếu đã khó song toàn. Câu này làm cho Giang Sách nghe mà sợ suýt chút hôn mê. Mặc dù anh đã trình chiến nhiều nơi, gặp gì cũng không sợ hãi nhưng sau khi nghe thấy lời này vẫn bị dọa giật mình. Anh ngại ngùng hắng giọng một cái, a à, chuyện này không cần đâu. Tân Uẩn sửng sốt, không cần sao. Ừ, tôi sẽ không cưới cô đâu. Thấy anh nói như vậy Tần Uẩn lại cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời cũng có một chút tức giận. À, trong suy nghĩ của cô ấy gần như tất cả những người đàn ông ở cạnh cô ấy đều muốn cưới được mình, mà cô ấy cũng đã quen với các kiểu của gái của bọn họ. Bởi vì nhìn thấy nhiều nên mới thấy chán ghét, buồn nôn. Không người đàn ông nào có thể lọt vào mắt cô ấy, vì vậy nên cô ấy mới luôn độc thân đến tận bây giờ. Đối với cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý thì muốn kiểu đàn ông nào là có loại đàn ông đó. Chỉ có cô ấy mới có quyền chọn đàn ông không có chuyện đàn ông chọn cô ấy hay không nhưng hôm nay giang sách lại dạy cho cô ấy một bài học hóa ra vẫn còn có người đàn ông có thể chống lại sự xinh đẹp của cô ấy tân uẩn hơi không vui giọng điệu không thân thiện mà hỏi lại sao anh cảm thấy tôi không xứng với anh à không phải hay anh thấy tội vẫn chưa đủ xinh đẹp cũng không phải tân uẩn nhíu mày thế này không phải thế kia cũng không phải vậy vì sao anh từ chối tôi bởi vì Tôi đã có vợ rồi. Hiện trường bất chợt hơi xấu hổ. Tân Uẩn không biết nên khóc hay nên cười, mình nghĩ nhiều như thế mà lại không nghĩ đến người ta đã kết hôn rồi. Cô ấy xấu hổ hắng giọng mấy cái, xin lỗi, tôi không biết. Giang Sách cũng rất ngại, không sao, tôi giúp cô cũng không phải vì những thứ hứa hẹn này, mà chỉ là hoàn thành tâm nguyện của Chiến Hữu thôi, không có ý gì khác. Bầu không khí mập mờ còn có chút ngượng ngùng vào lúc hai người đang không biết nên nói tiếp chuyện gì thì tân tử dân nãy giờ vẫn hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. ba Tân Uẩn vội vàng quay ra chăm sóc ông ấy, hơn nữa còn kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho tân tử dân. Sau khi nghe xong chuyện, tân tử dân liên tiếp cảm ơn giang sách. Nhưng chỉ cần nhớ đến con trai đã qua đời, trong lòng tân tử dân càng quặn thắt, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, đây là chuyện không ai có thể tiếp nhận nổi giang sách nói có một chuyện tôi phải thay tân kỳ giải thích cho rõ ràng thật ra mọi người đều đã hiểu lầm anh ấy anh ấy không phải là kiểu người nhát gan không dám chịu trách nhiệm mà ngược lại anh ấy vẫn luôn là người cực kỳ có trách nhiệm khi ấy lúc mẹ sắp qua đời nhưng anh ấy cũng không về là do chúng tôi đang chiến đấu với kẻ địch người chết và bị thương rất nhiều nếu như lúc đó anh ấy quay về thì những tướng sĩ tiền phương sẽ chết và bị thương càng nghiêm trọng hơn nhất là lúc đó cuộc chiến đang đến giai đoạn căng thẳng, bất kể một thay đổi nhỏ nào cũng đều ảnh hưởng đến thắng bại. Vì tính mạng của toàn thể tướng sĩ, vì báo đáp cho tổ quốc, để chiến thắng kẻ địch nên anh ấy mới phải ở lại. Từ xưa trung hiếu đã khó song toàn. Mọi người thật sự đã hiểu lầm anh ấy rồi. Sau khi nghe Giang Sách nói, Tân Uẩn rơi vào trầm lặng. Thật ra từ nhỏ đến lớn cô ấy đều coi anh trai như thần tượng của mình nhưng sau này tất cả những điều anh trai làm đã khiến cô ấy hoàn toàn thất vọng. Yêu bao nhiêu thì lại hận bấy nhiêu. Vì vậy sau này Tân Uẩn mới trở nên căm hận anh trai đến thế. chương 277 thì ra đây chính là khí. Bây giờ đã biết được sự thật, Tân Uẩn dần thấy tự trách, tất cả giận hờn đối với anh trai đều tan biến, sự sùng bái thỏa nhỏ dành cho anh tự nhiên lại quay trở lại. Tân tử dân cười khổ lắc đầu, đúng là số mệnh mà. Nhưng nghe cậu kể những gì Tân Kỳ đã làm ở biên cương phía Tây, nó không những không làm nhà họ Tân mất mặt mà còn là anh hùng của quốc gia, cái chết của nó cũng có ý nghĩa. Hơn nữa, nó còn dựa vào sức mình mà tìm được cách chữa căn bệnh di truyền này, Tân Kỳ thật sự là niềm tự hào của nhà họ Tân chúng tôi. Đứa trẻ đã từng bị cả gia tộc xem thường cuối cùng cũng được mọi người công nhận lại. Giang Sách nói tiếp, trước lúc ra đi Tân Kỳ có hai tâm nguyện. Tâm nguyện đầu tiên là chữa khỏi được căn bệnh di truyền của gia đình tâm nguyện thứ hai là giao bát quái khí châm. Cho người trong gia tộc, sau này có thể phát huy tác dụng. Bây giờ tôi giao lại cuốn sách cho hai người, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành rồi. Tân tử dân và tân uẩn nhìn nhau một cái, cả hai đều lộ vẻ mặt đau thương. Tân tử dân nói đầy bất đắc dĩ, e là cậu vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hả, sao vậy? Bởi vì, bát quái khí châm, dựa theo, khí thuật, cực kỳ đặc biệt của nhà họ tân mà biến hóa ra. Tân Kỳ cũng không biết được tài năng thiên bẩm của thằng bé cao đến chừng nào. Hơn trăm năm nay nhà họ Tân trừ những tổ tiên thành lập gia tộc có, khí, thì những người đời sau đều không có, mãi đến khi Tân Kỳ ra đời. Tân Tử Dân nói, Tân Kỳ là người duy nhất có khí. Loại y thuật này cũng chỉ có nó mới có thể luyện đến thành thạo. Những người khác luyện cũng không đến đâu, học chơi chơi thì còn được, còn muốn tinh thông nắm vững là không thể. Vậy nên làm sao mà phát huy tác dụng được chứ? Tân Uẩn gật đầu, ví dụ như tôi vừa sử dụng trang, cửu dương, ở cuối sách kia, thật ra tôi cũng chỉ có thể làm được đến 60% hiệu quả, nếu như có thể làm theo sách 100% thì có lẽ bây giờ ba tôi đã có thể xuống giường đi lại bằng băng rồi. Lúc này giang sách mới ý thức được vấn đề. Hóa ra cuốn sách kỹ thuật này mặc dù xuất chúng nhưng ngoài tân kỳ ra thì gần như không có ai có thể luyện được. Vậy chẳng phải là thành quả nghiên cứu cả đời của anh ấy cũng chỉ đành bỏ đi sao? Giang sách nhíu mày suy nghĩ. Sự khó chịu trong lòng làm anh cảm thấy hơi tức giận, khí tức trên người thoát ẩn thoát hiện, người bình thường không thể nhìn ra được. Nhưng đối với người có y thuật cao thâm như tân tử dân, ông ấy chỉ cần nhìn qua là thấy luồng khí này. Cậu Giang, cậu! Tân tử dân kích động nói, trên người cậu có khí kia. Giang sách ngẩn người, anh cũng không biết trên người mình lại có thứ đó. Tân tử dân nói, cậu Giang, cậu cảm nhận thật kỹ lại xem, có phải trong người cậu cũng có khí đang chuyển động, khi cậu sắp bộc phát, luồng khí này sẽ khiến cậu có thể phát ra sức lực lớn hơn. Đó là khí sao? Giang sách nói, năm xưa giáo quan cũng nói với tôi lời tương tự như vậy. Ông ấy nói khả năng thiên bẩm của tôi không phải tầm thường nên đã dạy tôi cách kiểm soát lực lượng này, vì vậy nên về mặt chiến đấu tôi càng mạnh hơn những người khác. Thì ra đây chính là khí. Tân tử dân kích động nắm lấy hai cánh tay giang sách tốt quá tốt quá rồi cậu giang tôi sống đến chừng này tuổi ngoài tân kỳ ra cậu là người thứ hai có khí mà tôi gặp được tâm huyết của tân kỳ cuối cùng cũng không bị uổng phí rồi giang sách vẫn nhíu mày không thôi thế nghĩa là sao ông tân ý của ông là tân tử dân kích động nói ý của tôi chính là để cậu học bát quái khí châm để nó được phát huy tác dụng hả nhưng tôi là người ngoài ngành mà này có sao đâu tôi sẽ dạy cho cậu y thuật nhà họ Tân, để y thuật của cậu đạt đến một trình độ nhất định, sau đó mới nắm giữ được bát quái khỉ châm. Cả Giang Sách và Tân Uẩn đều hơi kinh ngạc. chương 278, con người đều thích su nịnh cả. Nhưng giờ đây Tân Tử Dân lại tình nguyện giao hết toàn bộ lại cho Giang Sách. Đây là cơ hội hiếm có và vinh quang biết bao nhiêu chứ. Trong vòng hơn một tháng sau, mỗi ngày Giang Sách đều chạy đến y quán nhân trị tân tử dân cũng dạy dỗ không hề keo kiệt, một mặt là bởi ông ấy muốn báo đáp ân tình của giang sách, mặt khác cũng bởi vì ông có thể nhìn thấy bóng dáng con trai mình trên người giang sách. Nếu như tân kỳ vẫn còn sống, nó cũng tầm tuổi như giang sách bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy giang sách, tân tử dân đều sẽ cảm thấy hơi buồn giàu. Trong quá trình ông ấy dạy giang sách thỉnh thoảng sẽ hỏi anh một số chuyện liên quan đến tân kỳ. Lâu dần quan hệ giữa hai người cũng này càng hòa hợp. Tân tử dân thường nghĩ, nếu như giang sách vẫn chưa kết hôn thì tốt biết mấy, anh và Tân Huẩn xứng đôi biết bao nhiêu. Ai, ông trời không có mắt mà. Sau hơn một tháng trời chăm chỉ học hành, thêm vào đó giang sách cũng có thiên phú trong việc học y nên đã nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ khí thuật của nhà họ Tân, hơn nữa cũng đã nắm được 5-6 phần của bát quái khí châm. Những kiến thức y thuật khác của nhà họ Tân, giang sách cũng đã lướt qua một lượt, Hiện tại mặc dù Giang Sách không thể so sánh với người cấp bậc cao như Tân Uẩn hay Tân Tử Dân, nhưng cũng có thể coi là bác sĩ tương đối ưu tú rồi. Nhất là, bát quái khí châm mà anh đã học được, đó là thứ mà tất cả các bác sĩ khác đều không có. Hôm đó, mặt trời còn chưa lặn hẳn, dáng đỏ phủ cả một vùng chân trời. Giang Sách lệ tấm thân mệt mỏi về nhà, còn chưa kịp ngồi xuống, Đinh Mộng Nhiên đã nói với anh, anh đi thay đồ đi rồi ra ngoài ăn cơm. Hả? hôm nay không ăn cơm ở nhà sao? Không ăn cơm ở nhà, thím hai với chú hại đến, ông nội gọi chúng ta đến ăn cơm. Chú hai, thím hai, chính là ba mẹ của Đinh Phong Thành đó, trước giờ bọn họ vẫn sống ở nước ngoài, hôm nay mới về nước. À, Giang sách thay quần áo rồi cùng với Đinh Mộng Nhiên, Đinh Khải Sơn và Tô Cầm cùng nhau đến một nhà hàng gần đó, đi vào một phòng riêng. Đinh Trọng và Đinh Phong Thành đã đến từ sớm. Ở bên cạnh đình phong thành có một nam một nữ đang ngồi, khoảng tầm 4-50 tuổi, quan hệ nhìn có vẻ khá thân thiết. Đó chính là ba của Đinh Phong Thành Đinh Vân Trần và mẹ anh ta Lương Điệp. Sau khi nói vài câu khách sáo với nhau, mọi người tự ngồi xuống vị trí của mình. Đinh Vân Trần nhìn về phía định Khải Sơn, dùng giọng hơi có phần châm chọc nói, Khải Sơn là, vừa rồi anh với ba có nhắc đến em, nghe nói dạo gần đây em vẫn làm việc ở Cục Thủy Lợi à? Đúng vậy, anh nói này Khải Sơn, em cũng đã ở đó làm việc mười mấy hai mươi năm rồi đúng không? Sao vẫn chỉ là một quản lý nhỏ thế? Tiền lương một tháng được mấy đồng mấy cọc chứ? Em xem mình xem, làm anh không biết phải nói gì nữa, em cứ ngu dốt như vậy cả đời, không biết theo đuổi gì cả. Trong ba anh em nhà họ Đinh chúng ta, chỉ có em là không có tiến triển nhất đấy. Đinh Khải Sơn không đáp lại, chỉ âm thầm tức giận. Quả thật là so với Đinh Vân Trần, một quản lý nhỏ ở cục thủy lợi như ông cơ bản là không đáng nhắc tới. Đinh Vân Trấn dù sao cũng là trưởng chi nhánh của một ngân hàng ở nước ngoài, thân phận, địa vị, tiền bạc, muốn gì có đó, số tiền một ngày ông ta kiếm được còn nhiều hơn Đinh Khải Sơn kiếm cả tháng. Trước mặt anh hai, Đinh Khởi Sơn chưa từng ngóc đầu lên nổi. Con người đều thích xu nịnh cả. Đều là con mình nhưng Đinh Trọng không có chút hảo cảm nào với Đinh Khải Sơn, hồi trước còn vì chuyện mượn tiền mà cãi nhau ầm ĩ. Nhưng ông ta lại cực kỳ coi trọng con trai thứ là Đinh Vân Trần. Đinh Trọng cười híp mắt hỏi, "Vân Trấn à, dạo này công việc của con sao rồi, vẫn ổn cả chứ?" Chương 279, nhưng nó là đứa cháu trai duy nhất. Đinh Vân Trấn cười đáp ba, "Ba cứ yên tâm, công việc kia của con cũng nhàn nhã lắm, cũng chẳng phải làm gì cả." Không giống với một số người ngày nào cũng mệt muốn chết mà lại chẳng kiếm được mấy đồng mấy cọc. Câu này rõ ràng là đang chọc ngoáy Định Khải Sơn. Đinh Trọng nghe thấy thế cũng không tức giận mà trái lại còn vui vẻ. Chỉ cần con trai thứ của ông ta làm ăn được thì ông ta thấy sao cũng tốt hết. Lúc này, Lương Điệp ngồi bên cạnh Đinh Văn Chấn cố ý làm rơi đũa xuống đất gây ra động tính để thu hút sự chú ý của mọi người qua bên đó. Sau đó bà ta nhìn Đinh Trọng, dùng giọng điệu quái gở nói, Ba à, con ở bên ngoài nghe được một chuyện, không biết thật giả thể nào, ba nói cho con biết với. Chuyện gì vậy? Con nghe nói ba chuyển 5% cổ phần của gia đình mình xuống dưới danh nghĩa đinh Mộng Nghiên, có chuyện này không ạ? Sắc mặt của Đinh Trọng lập tức trầm xuống. Chuyện này ông ta vẫn canh cánh trong lòng mãi, bởi chuyện này không phải là ý của ông ta, nhưng dưới tình hình đó, lấy 5% cổ phần so với thương hiệu, danh tiếng của cả gia tộc, ông ta không thể không lựa chọn cách làm đó. Lúc này Lương Điệp hỏi đến, ông ta chỉ đành lắc đầu thở dài. Chuyện này là thật. Vậy sao? Ba à? ba hồ đồ quá. Sắc mặt Lương Điệp không vui nói, nhà họ Đinh ta mặc dù không phải là gia tộc lớn gì nhưng dù gì cũng có chút máu mặt, sao lại có thể để một đứa con gái nắm giữ cổ phần được. Còn phong thành nhà chúng ta lại chẳng có chút cổ phần nào. Sau này nhà họ Đinh còn cần đàn ông làm chủ gia đình, phong thành nhà chúng con chính là người thừa kế tương lai nữa. Ba à, sao ba lại đi thiên vị một đứa cháu gái thể? Ba nghĩ cho kỹ đi ba, nhà họ Đinh ta mà rơi vào tay Đinh Mộng Nghiên, cô ta còn là một đứa con gái phải gả cho người ta như thể biết đâu sau này nhà họ đinh không mang họ đinh nữa mà đổi thành họ giang mất sắc mặt của tất cả mọi người ở đó đều trầm xuống chuyện nghiêm túc quan trọng như vậy phù hợp nói vào lúc này sao đinh mộng nhiên nắm chặt lòng bàn tay cô rất ghét bà thím hai này nhưng bà ta lại có thẻ xanh ở nước ngoài còn là một bác sĩ kiệt xuất trong giới y học bất kể thu nhập hay địa vị đều cao hơn cô ghét bà ta xong rồi làm sao nữa hay là chỉ có thể nhẫn nhịn nếu như là một người khác nói ra câu này đinh trọng đã tức lật bàn từ lâu rồi những lời này lại là do lương điệp nói ra nên ông ta không những không giận mà còn cảm thấy rất có lý lương điệp quả thật đã nói đến chuyện ông ta vẫn khác trong lòng đinh trọng vẫn luôn muốn để cho đinh phong thành tiếp quản nhưng trước mắt đôi cánh của đinh phong thành còn chưa đủ cứng cáp anh ta vẫn còn quá non năng lực trên tất cả các mặt đều kém nhiều so với đinh mộng nghiên nhưng nó là đứa cháu trai duy nhất. Huống chi ba mẹ của Đinh Phong Thành còn mạnh hơn nhiều so với ba mẹ của Đinh Mộng Nghiên, kể cả Đinh Phong Thành không làm được việc thì vẫn còn có thể dựa vào thân phận trưởng chi nhánh của Đinh Vân Trấn khiến cho nhà họ Đinh khá lên từng ngày. Hơn nữa còn có một người mẹ là bác sĩ nội khoa có thẻ xanh ở nước ngoài nữa. Tiền tài của hai người họ còn nhiều hơn so với Đinh Trọng. Còn nhìn lại Đinh Mộng Nhiên thì, hai, mặc dù cô có năng lực cá nhân nhưng nói cho cùng cũng chỉ là đứa con gái cô còn gả cho một thằng chồng vô dụng đến nhà vợ ở rể mẹ cô là một phụ nữ nội trợ không có năng lực gì cả ba cô cũng chỉ là một người nghèo kém cả đời làm ở cục thủy lợi mà thôi trông cậy đinh mộng nhiên trèo chống được nhà họ đinh sao nếu vậy thì chẳng khác gì trò đùa trong lòng đinh trọng vẫn luôn mong sẽ để đinh phong thành tiếp quản gia tộc nhưng vấn đề là tiếp nhận thế nào vào lúc nào Ông ta hô tay, thôi được rồi, không nói đến vấn đề này nữa, chúng ta ăn cơm trước đã. Đinh Trọng vừa cầm đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn thì đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, một luồng khí liền chạy lên theo ít hầu rồi nấc một cái. Ông ta bịt miệng lại, còn chưa ăn cơm đã nấc cuộc rồi, xin lỗi cả. chương 280, điều này còn cần phải chọn nữa à? Lương Điệp cũng biết chỗ khó của ông cụ nên tranh thủ cơ hội này để ông cụ cho Đinh Phong thành một ít lợi lộc. Đinh Trọng cũng thuận nước đầy thuyền, "Tiểu Điệp à, con thật sự có thể chữa được căn bệnh này của ba sao?" "Không thành vấn đề. Nếu con có thể chữa khỏi, ba cũng sẽ chia cho con 5% cổ phần của công ty." Lương Điệp cười nói, "Ba, ba xem ba đang nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ không có phần thưởng? Cổ phần của công ty thì con không khám bệnh cho ba được sao? Hơn nữa con là con gái, không thể làm chủ trong nhà được, cần gì cổ phần chứ?" con thật không ngờ có một vài người ra mặt lại dày như vậy đấy. Đinh Trọng gật đầu, đúng vậy, nhưng ba không thể vô duyên vô cớ hưởng lợi từ con được. Như vậy đi, nếu như con chữa khỏi bệnh cho ba thì ba sẽ chia cho con 5% cổ phần của công ty, thế nào? Ôi, ba cứ xem rồi quyết định đi, mọi việc đều nghe theo ba hết, con không có ý kiến. Hai người kẻ sướng người họa, tất cả mọi người có mặt đều nhận ra rõ ràng ông ta đang thiên vị Đinh Phong Thành nhưng lại có thể nói gì được chứ? Cần phải biết rằng 5% cổ phần kia của Đinh Mộng Nghiên chính là do giang sách đã phải bỏ ra trăm nghìn cây đắng mới đổi lấy được, giờ đây Lương Điệp chỉ cần chữa bệnh là có thể nhận được số cổ phần tương tự trong tích tắc. Đây không phải thiên vị thì là gì? Định Khải Sơn hận tới nỗi ngứa răng, nhưng vừa nhìn thấy Đinh Văn Trấn ngồi kia với vẻ mặt trịnh trọng thì ông liền nhụt chí. Người so với người hơn nhau ở khí chất. Trung quy ông không thể so với Đinh Văn Chấn. Người thừa kế tương lai của nhà họ Đinh chắc chắn là Đinh Phong Thành, Tuyệt đối sẽ không rơi vào tay Đinh Mộng Nghiên. Chấp nhận số phận đi. Chỉ thấy Lương Điệp lấy ra một ít thuốc từ trong chiếc túi nhỏ bên cạnh, mỉm cười đưa cho Đinh Trọng. "Ba, thực ra bệnh của ba cũng không phải là căn bệnh nghiêm trọng gì, chỉ là một bệnh nhiễm trùng Helicobacter pylori đơn giản thôi. Uống mấy viên thuốc này là khỏe ngay ấy mà. Vừa hay ở đây còn có một ít, ba uống trước đi, về con sẽ bảo chế thêm." Đinh Trọng vội nhận lấy nói, "Ôi, vẫn là tiểu điệp tốt nhất." Vân Trấn, con thật sự đã lấy được một người vợ hiền đấy." Lời nói này khiến cho Tô Cầm không nên được giận mà thể hiện rõ ra mặt. Cứ như thể bà là một người bất tài vô dụng vậy. Trong suốt bữa tối, gia đình Ninh Khải Sơn đều ăn uống chẳng vui vẻ gì, hoặc là bị sỉ nhục hoặc là nói gì cũng sai, thật sự là đứng ngồi không yên. Khi Đinh Trọng yêu cầu lấy một cốc nước và chuẩn bị uống thuốc thì Giang Sách vẫn im lặng từ đầu đến cuối bèn lên tiếng. "Ông ông không thể uống thuốc này được. Ha! Cơ thể của ông khác với người thường, trao đổi chất cũng có nhiều điểm không giống. Khí trong cơ thể phải được đào thải ra ngoài, uống thuốc này chỉ có thể áp chế chứ không thể đào thải ra ngoài. Khi bị chặn không thể đi từ trong ra ngoài thì sẽ tìm cách khác để đi ra, cho nên thưa ông, ông không thể chữa nấc cụt bằng loại thuốc này, mà ngược lại nó sẽ gây ra nhiều bệnh phiền phức hơn nữa. Ông nên suy nghĩ kỹ càng. Đinh Trọng xứng sờ trước những lời nhận xét này, thuốc đưa đến miệng rồi mà cũng không dám uống. Không nghề nghiệp này đã bắt đầu tinh thông dược lý thế. Ha ha, Lương Điệp ngồi đối diện lạnh lùng nói, nếu như tôi nhớ không lầm, cậu tên là Giang Sách đúng không? Tôi nghe nói cậu vừa tham gia quân ngũ ở Tây Cương về không lâu, một đồng cũng không có và hiện tại vẫn đang ăn bám nhà ba vợ phải không? Một kẻ vô dụng như cậu, biết gì về y thuật mà nói. Ba, ba chịu tin một kẻ không nghề nghiệp, không học vấn đang giả bộ hay là tin tưởng tấm thẻ xanh bác sĩ chuyên ngành nội khoa mà con cầm từ nước ngoài về. Điều này còn cần phải chọn nữa à? Đinh Trọng cũng cười, vừa rồi sao ông ta lại bị Giang Sách hù dọa được chứ? Định Khải Sơn nghiến răng, bực bội nói, bác sĩ chuyên ngành sẽ không phạm sai lầm à? Tôi thấy Sách nhi nói có lý đó, tôi ủng hộ con rể của tôi. Thật ra ông không tin vào y thuật của Giang Sách, nhưng lại thấy khó chịu khi bị đối phương ép nên cố ý nói ra câu này chương 281, ông ta không thể kiềm chế được. Đinh Vân Trần cười nhạt, ủng hộ. Ha ha, lão Tam, bây giờ cuối cùng anh đã hiểu tại sao em vẫn nghèo như vậy. Em không có tầm nhìn và năng lực cũng không sao, thế mà lại cứ khăng khăng cho là mình đúng. Em đó, quả thật là hết thuốc chữa rồi. Cậy cho Đinh Mộng Nhiên để dựa vào, giống như con gái của anh cả Đinh Tử Ngọc, đã tìm đường mặt là phó tổng làm chồng thì chẳng phải sẽ lên như diều gặp gió sao. Nhìn lại em xem, mắt nhìn người kém vô cùng, tìm được một thằng ở rể nghèo kiết xác, ngoài ăn uống ra thì chẳng biết àm gì cả. Nếu cứ cứng đầu đến mức này thì em sẽ không những làm hại chính mình mà còn hại cả mộng nghiên nữa. Lão Tam, em khiến anh quá thất vọng rồi. Định Khải Sơn tức giận run lên, thậm chí muốn đứng dậy tát Đinh Văn Trấn một cái. Nhưng sự thật là ngoài việc tức giận ra, ông không có cách nào tốt cả. Đinh Trọng lắc đầu, ông ta đã quá thất vọng về gia đình của Đinh Khải Sơn nếu biết vậy thì đã không gọi nhà họ đến đây thật là quá mất mặt ông ta bèn nuốt viên thuốc uống một ngụm nước rồi nuốt xuống chưa đầy ba phút thực sự không còn tiếng nấc nào ôi tiểu điệp thực sự thuốc của con có tác dụng rồi kìa ba vừa mới uống không được bao lâu mà đã hết nấc rồi nếu như con về sớm hơn thì hai ngày ba đã không phải chịu khốn khổ như thế lương điệp vui vẻ nói ba vẫn là thuốc của con hiệu nghiệm đúng không buồn cười chính là vừa nãy có người nào đó ganh ghét với thuốc của con, một mực nói năng ngông cuồng. Ha ha, thật là khiến người ta cười muốn rụng răng. Cả nhà Đinh Khải Sơn đều cúi đầu. Sự thật đang rành rành ngay trước mắt, nói gì thêm cũng vô ích. Dấu lớn, Đinh Trọng rất vui vẻ, tiểu điệp, làm rất tốt. Theo thỏa thuận ban nãy, ba sẽ cho phong thành. Ông ta chưa kịp nói xong đã cảm thấy bụng sinh ra một luồng khí cứ muốn trào ngược lên, nhưng bởi vì bị thuốc đè nén nên luồng khí đó không lên được, cứ lùng bùng trong bụng rất khó chịu. Nếu nó không thể thoát ra ngoài theo đường bên trên thì luồng khí đó sẽ đi xuống ruột và dạ dày, tìm kiếm các lối ra khác. Ngay sau đó, nó chui xuống dưới hạ bộ của đinh trọng mà giải quyết. Phụt, âm thanh không to không nhỏ nhưng rất rõ ràng lọt vào tai mọi người. Trong dịp như vậy mà làm chuyện như thế này thì đúng là không lịch sự vẻ mặt già nua của Đinh Trọng không kiềm được vì tức giận. Ehem, xin lỗi, tôi. Ông ta chưa kịp nói xong thì luồng khí lại chạy xuống một lần nữa. Phụt, à u, phụt, à, phụt, phụt phụt phụt. Có vẻ như tình hình hơi mất kiểm soát, phần dưới của Đinh Trọng liên tục phát ra những âm thanh khiến người khác buồn nôn, không chỉ có âm thanh vang vọng mà mùi của nó cũng rất khó ngửi. Điều nực cười nhất là Đinh Trọng càng xấu hổ ra sức muốn kìm nén thì luồng khí lại càng nhiều, cuối cùng phóng ra một tràng siêu cấp bùng nổ. Bùm! Chiếc ghế dựa bị rung chuyển ba lần. Những người trên bàn đều vô tình giữ khoảng cách với Đinh trong một cách cố ý, Đinh Phong thành kinh tởm nôn ra miếng thịt vừa cho vào miệng, ghê tởm đến mức ăn không vô. chương 282, đây đơn giản chỉ là lừa gạt trẻ con thôi. Định trọng xấu hổ muốn tự đào hố chôn mình, ông ta lo lắng hỏi Lương Điệp, Tiểu Điệp à, chuyện này phải làm sao đây? Lương Điệp cũng sững sờ, chỉ là một tiếng nấc nhỏ, theo lý mà nói uống hai viên thuốc thì sẽ chữa khỏi bệnh ngay lập tức, làm sao có thể? Bà ta sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, bó tay không có cách. Chấn động càng ngày càng nhiều, căn phòng này không thể ở lại được nữa. Mọi người đều đứng dậy và định bỏ ra ngoài. Giang sách lấy một tờ khăn giấy trên bàn, chia làm hai nửa, nhét vào hai lỗ mũi, sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bước đến chỗ đinh trọng. Ông cụ, ngồi yên đừng nhúc nhích, tôi sẽ giúp ông loại bỏ luồng khí này là được. Cậu, đinh trọng nghi ngờ nhìn giang sách, ông ta không dám đưa thân thể của mình cho cái kẻ vô dụng luôn huynh hoang khoác lác này được. Định Khải Sơn khinh thường nói, sao hả, vẫn không tin được con rể của con à. Ba à, vừa rồi chẳng phải ba cũng không tin sao. Kết quả thế nào hả? Nghe kẻ lang băm nào đó uống thuốc của họ, đến nỗi xảy ra sự cố này đây. Lương Điệp sốt ruột, cho tới bây giờ chỉ có người khác nịnh bợ bà ta, lấy lòng bà ta chứ chưa có ai sỉ nhục bà ta như vậy. Huống chi, trong lòng Lương Điệp thì Đinh Khải Sơn chính là một thứ rác rưởi, đáng lẽ phải là bà ta tùy tiện trà đạp ông mới phải, sao lại có chuyện ông đến đẻ đầu cưới cổ bà ta chứ? Đinh Khải Sơn, ông nói ai là lang băm, làm phản rồi à? Này, đàn ông nói chuyện, còn đàn bà thối tha kêu cái dám gì vậy? bị đè nén cả một đêm đinh khải sơn cũng nổi điên lên hai đinh văn chân tỏ vẻ không vui ông ta cau mày nói lão tam sao lại nói chuyện với chị dâu như thế hả đinh khải sơn cười khẩy anh hai là anh của em nên em mới nói tìm vợ thì tìm người đoan trang hiền lành chứ đừng tìm một lang băm suốt ngày nghĩ cách khoe khoang anh xem lừa bịp ông cụ thành ra nông nỗi này rồi hơn nữa đàn ông chúng ta nói chuyện làm gì có chỗ cho bà ta chen vào anh hai anh quản vợ kiểu gì vậy tô cầm nhếch miệng đinh trọng sơn là một người đàn ông gia trưởng bình thường ở nhà bà vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi nghe những lời này không hiểu sao lúc này nghe lại thấy rất dễ chịu lương điệp nổi nóng ông 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 tôi cái gì mà tôi anh hai anh liệu mà quản tốt người phụ nữ của anh đi đàn ông nói chuyện thì đừng có mà chen ngang đinh vân trấn cũng chết lặng lúc này đinh trọng nhanh chóng ngắt lời mọi người được rồi được rồi, tất cả an phận hết cho tôi. Ông ta quay đầu lại nhìn Giang Sách nói, cậu thật sự có cách trị bệnh cho tôi sao? Đương nhiên, nếu không chữa được. Hả? Giang Sách không biết dùng cái gì làm thế chấp, dù sao thì anh cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Ninh Mộng Nhiên đứng lên. Nếu Giang Sách không trị hết bệnh cho ông thì 5% cổ phần của cháu sẽ trả lại cho công ty. Giang Sách cảm động, lần đầu tiên Ninh Mộng Nhiên không hề do dự mà chủ động tin tưởng anh. Thật ra sau khi sống chung lâu như vậy, Đinh Mộng Nhiên cũng phát hiện ra rằng mặc dù Giang Sách thường nói những điều kinh thiên động địa và phi thực tế nhưng lần nào cũng đều thực hiện được. Ngẫm lại xem, Giang Sách đã từng thất bại chưa? Không có. Nếu đã như vậy, tại sao không chọn cách chủ động đặt niềm tin vào Giang Sách, người chồng luôn tạo nên kỳ tích này? Đinh Trọng gật đầu, được, nếu cháu đã nói như vậy thì ông sẽ cho Giang Sách một cơ hội. Nếu cậu chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi sẽ đưa số cổ phần của phong thành cho mộng nhiên nếu cậu không chữa khỏi cho tôi tôi sẽ lấy lại số cổ phần của mộng nhiên một lời đã định giang sách mở chiếc hộp trong tay ra bên trong là những cây kim bạc từ ngắn đến dài kích thước khác nhau lương điệp vừa nhìn đã hiểu ra giang sách chẳng lẽ là cậu định châm cứu cho ông cụ đúng ha ha cậu bớt ra vẻ đi mấy cây kim rách đó có tác dụng cái rắm ấy đây đơn giản chỉ là lừa gạt trẻ con thôi. chương 283, cả nhà Đinh Khải Sơn vui mừng khôn xiết. Khi một cây kim vừa châm xuống, hiệu quả tức thì, phần dưới cơ thể của Đinh Trọng không bắn ra nữa, bụng cũng không còn sôi ủng ục. Tất cả mọi người đều sửng sốt, cảm thấy giang sách cũng có chút tài năng. Tôi ổn rồi chứ, Đinh Trọng hỏi. Chỉ tạm thời làm tan khí và mở thông đạo thôi. Bây giờ tôi còn phải chữa trị dạ dày cho ông, cam đoan sau này sẽ không gây ra nhiều khí như vậy nữa. Nói xong, Giang Sách tiếp tục châm kim. Lúc đầu Đinh Trọng rất sợ, sợ đau, sợ bị kim châm. Nhưng không biết vì sao sau khi Giang Sách vừa châm vào thì không những không đau, ngược lại còn rất thoải mái, toàn thân uể oải mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 10 phút sau, ông cụ, xong rồi. Ơ, ờ, hả? Đinh Trọng mở mắt ra và thấy toàn bộ kim châm trên người đã được rút ra toàn thân nhẹ nhàng sảng khoái, bụng cũng không còn đau mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Giang sách, cậu thật sự rất giỏi đó. Ngay cả đinh trọng, người vẫn luôn ghét cay ghét đắng giang sách cũng không khỏi khen ngợi. Lại nhìn đinh vân Trấn và lương điệp, hai người đều cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải ruồi, ngồi tại chỗ không nói được câu nào, vẻ ngạo mạn đắc ý ban nãy đã biến mất. Định Khải Sơn thì cực kỳ phấn chấn, vui tươi hớn hở nói, ba à, thấy chưa, cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng chứ, đây chính là chân nhân bất lộ tướng đó. Con rể của con có y thuật siêu phàm, lại là người khiêm tốn chứ không khoe khoang khoác lác. Không giống như một vài tên lang băm, thùng rỗng kêu to, chỉ có xíu siêu bản lĩnh mà bày đặt khoe khoang. May mà con rể con có bản lĩnh thật sự, nếu không hôm nay ông cụ không cần ngồi xe về nữa, cứ phóng hơi mà bay về thôi. E hèm! Tô cầm kéo tay định Khải Sơn, kêu ông đừng làm quá, được rồi đấy. Đinh Trọng nhếch miệng, Tuy rằng ông ta rất khinh thường gia đình Định Khải Sơn nhưng hôm nay lại không nói gì, còn thật sự oán giận lương điệp. Còn cái mác bác sĩ chuyên ngành nội khoa ở nước ngoài. Ha ha, mất mặt. Giang Sách quay trở lại chỗ ngồi của mình và lấy khăn giấy ra để thông hai lỗ mũi. Đinh Trọng thở dài, nói với vẻ miễn cưỡng, đúng là Giang Sách đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Theo thỏa thuận ban đầu, tôi sẽ đưa 5% cổ phần của Phong Thành cho Đinh Mộng Nghiên cả nhà Đinh Khải Sơn vui mừng khôn xiết. Bị áp bức cả một đêm, cuối cùng cũng trở mình được. Hơn nữa cộng thêm 5% này, Đinh Mộng Nhiên đã có 10% cổ phần, hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân của gia đình trong tương lai. Lại nhìn Đinh Phong Thành, đắc ý mãi cuối cùng ngay cả cái giấm cũng chẳng có. Đây gọi là thắng trước không tính là thắng. Ai cười đến cuối cùng thì đó mới là người chiến thắng. Trên đường về nhà, Đinh Khải Sơn đã cao giọng hát vang, cảm thấy vô cùng thoải mái. Đinh Mộng Nhiên chỉ biết lắc đầu, cô đã biết ba chịu áp lực rất lâu rồi giờ mới được chút hết ra ngoài. Hôm nay may nhờ có giang sách, nếu không thì chẳng biết Đinh Khải Sơn buồn bực đến cỡ nào nữa. Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía giang sách, hỏi, giang sách, em còn chưa biết anh học y thuật từ khi nào vậy? Giang sách thản nhiên bịa ra một cái cớ, gần đây công ty anh có mời một nhóm bác sĩ chuyên nghiệp đến dạy miễn phí một vài kiến thức y học cho bọn anh anh cảm thấy rất có. Định Khải Sơn giơ ngón tay cái lên, ừ, được đó. Có rảnh thì học thêm y thuật cũng có ích, cho dù không làm bác sĩ nhưng sau này chúng ta có bệnh nhẹ cũng có thể khám được. Giang sách muốn học thì cứ học, dù sao càng nhiều kỹ năng càng tốt. Về đến nhà, chương 284, chỉ bằng cứ cho anh ta cơ hội này. Giang sách và Đinh Mộng Nghiên trở về phòng ngủ, cởi áo khoác, cởi giày và tất, nằm trên chiếc giường xi mần êm ái, thư giãn sau một ngày mệt mỏi đinh mộng nhiên xoa xoa vai cô cảm thấy hơi đau giang sách đi tới đặt tay lên vai cô đừng cử động anh sẽ xoa bóp cho em anh còn biết xoa bóp ư ừ. mấy ngày nay anh có học sơ qua ngón tay của giang sách như có ma lực ấn vào các huyệt đạo của đinh mộng nhiên thoải mái thả lòng những mệt mỏi trong ngày chờ tan biến không còn dấu vết a à, từ từ thôi thoải mái quá Đinh Mộng Nhiên nhắm mắt và kêu lên đầy thích thú. Trong phòng khách, đôi vợ chồng già đang chuẩn bị về phòng thì xứng người lại. Tô cầm bĩu môi, lắc đầu, vừa về nhà đã ấy rồi, thanh niên thật quá gấp gáp mà, cũng không biết đường tắm rửa trước. Ai ngờ Đinh Khải Sơn cũng ôm bà từ phía sau. Ơ kìa, ông già xấu xa này, ông là gì vậy? Còn phải hỏi sao, Đinh Khải Sơn mặt mày hớn hở nói, bọn trẻ đã cố gắng như vậy, chúng ta là bề trên cũng không thể thua kém được. Hôm nay vui quá, chúng ta cũng làm một lần. Đi, làm cái gì mà làm hả? Vẫn còn chưa tắm rửa, quần áo trong máy giặt chưa giặt, chén trong bồn còn đầy ụ, nhà thì chưa lau, còn rất nhiều chuyện chưa. Ôi, bà già này, nghĩ ngợi gì đến động việc lộn xộn đó chứ? Theo tôi đi. Đinh Khải Sơn khiêng tô cầm lên vai, mặt mày hớn hở chạy vào phòng ngủ, đại chiến 300 hiệp đêm khuya, trung tâm thành phố Giang Nam, tòa nhà Thiên Đình. Văn phòng chủ tịch trên tầng 23. Ba người đàn ông ngồi trong phòng, một người cúi đầu, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Chủ tịch Tôn Vĩnh Trinh vừa uống trà vừa thản nhiên hỏi, Bách Tin Hoành, anh đã hứa với tôi rằng sẽ diệt trừ công ty giải trí ức mạch trong hai tháng, bây giờ đã hai tháng trôi qua mà công ty ức mạch của người ta chẳng những không chết mà còn sống càng ngày càng tốt. Phim điện ảnh thì bán cháy vé phim truyền hình thì bùng nổ và lưu lượng truy cập phát sóng trực tiếp cực kỳ cao, còn nâng đỡ mấy nghệ sĩ mới như Đạo Thần và Lang dao trở thành ngôi sao nổi tiếng. Bách tin hoành, anh thực sự khiến tôi quá thất vọng. Anh còn làm tốt vị trí tổng giám đốc của bá khổng không đấy. Bách tin hoành đứng bật dậy khỏi ghế và run dậy nói, Chủ tịch, những thất bại này thực ra là có lý do, đều tại gian sách kia quá gian xảo. Nhưng ngài yên tâm, tôi đã lập một kế hoạch chi tiết, chắc chắn có thể nhổ cỏ tận gốc công ty giải trí ức mạch. Xin chủ tịch hãy cho tôi thêm một tuần nữa. Tôn Vĩnh Trinh đặt chén trà xuống, lúc trước tôi đã cho anh hai tháng mà anh còn không xử lý được giang sách, giờ chỉ có một tuần sao có thể chế ngự được anh ta chứ? Sao tôi có thể tin anh được đây? Bách tin hoành nói, là như vậy, một tuần sau chính là ngày Tết Nguyên đán. Theo thông lệ mỗi năm vào đêm giao thừa, chúng ta sẽ tổ chức một buổi biểu diễn rất long trọng. Năm nay tôi có nghe nói ngoài chúng ta còn có công ty giải trí ức mạch tham gia biểu diễn trong đêm giao thừa này, lúc đó hai bên sẽ biểu diễn cùng lúc, tôi đã sắp xếp kế hoạch rất chi tiết để buổi dạ hội của họ dối tung lên khiến từ nay về sau họ sẽ không thể ngóc đầu lên được nữa. Khi Tôn Vĩnh Trinh nghe xong thì đôi mắt sáng rực lên. Dù sao để bách tin hoành rớt trước thì cũng chưa thể tìm được người thích hợp, hơn nữa chỉ một tuần cũng không quá dài. Chỉ bằng cứ cho anh ta cơ hội này. Thử một lần, thành công thì tốt, còn không thành công thì đến lúc đó đuổi việc cũng chưa muộn. Hắn ta gật đầu, được, bách tin hoành, tạm thời tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Nhưng hãy nghe kỹ, đây cũng là cơ hội cuối cùng, nếu anh không thể làm gì được công ty giải trí ức mạch thì hãy cút xéo khỏi đây ngay. Vâng, 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 tôi sẽ cố gắng hết sức và nhất định sẽ không để ngài thất vọng, thưa chủ tịch. Ừ, đi xuống đi. Tuân lệnh. Bách tin hoành lau mồ hôi lạnh trên trán, xoay người đi ra. chương 285, nếu muốn trở mình thì phải đánh một trận ác liệt. Trong phòng, Tôn Vĩnh Trinh nhìn Tây Môn Tuấn và hỏi, Tây Môn, cậu cảm thấy lần này Bách Tin Hoành có thể thắng được bao nhiêu phần trăm? Tây Môn Tuấn suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói, nếu dựa theo thực lực hiện tại, công ty giải trí bá khổng vẫn chiếm ưu thế, buổi biểu diễn đêm giao thừa có thể mời được các ngôi sao đẳng cấp, cũng có thể vượt qua được công ty giải trí ức mạch. Vấn đề là công ty của họ có la thịnh, điểm này rất khó giải quyết. Ngoài ra, Giang Sách là người xảo quyệt và rất khó đề phòng. Nhưng phải công nhận là kế hoạch lần này của Bách Tin Hoành rất tỉ mỉ cẩn thận, cũng nhằm ngay tử huyệt của công ty giải trí ước mạch. Vì vậy, tôi nghĩ rằng với chiến thắng 7 ăn 3, bá không có 7 phần thắng. Tôn Vĩnh Trinh rất vui. Mong rằng lần này Bách Tin Hoành sẽ không làm tôi thất vọng nữa, sớm diệt trừ Giang Sách, làm sụp đổ ước mạch, chấm dứt tai họa trong lòng tôi sáng sớm ngày hôm sau. Giang sách đi đến công ty giải trí ức mạch, nhàn rỗi không có việc gì làm nên nghiên cứu, bát quái khí châm. Cùng tìm hiểu sâu, anh càng cảm thấy mình còn hiểu biết quá ít. Thật đúng với bốn chữ, học là vô tận. Anh đang chăm chú đọc sách, không lâu sau thì có hai bóng người bước vào văn phòng, là La Thịnh và Trình Đan Đình. Giang sách cất cuốn sách đi, nhìn lên thì thấy La Thịnh đầu bù tóc rối, giống như vừa mới ngủ dậy mà chưa kịp đánh răng rửa mặt đã tới đây rồi vậy ông già này không quan tâm nhiều đến hình tượng, ông ta chỉ say mê âm nhạc thôi. Vừa bước vào, La Thịnh đã vui vẻ nói, Tổng Giám Đốc Giang, tôi lại mang đồ tốt đến cho cậu đây. Giang sách vội vàng đứng dậy, thầy La, ông đưa cái gì đến cho tôi vậy? La Thịnh nhìn Trình Đan Đình. Chỉ thấy Trình Đan Đình đang cầm một sấp giấy A4 dày cộp và đặt nó trên bàn của Giang sách. Cô ấy gượng cười nói, tối hôm qua thầy La rất có cảm xúc nên suốt đêm đã viết một bài hát mới, đây, sáng sớm nay đã chạy đến đây cho anh xem này." La Thịnh vỗ vỗ ngực nói, "Tôi dám cam đoan ai hát bài này sẽ lập tức nổi tiếng." Có những lời đó của La Thịnh, đó chắc hẳn là một bài hát hay và có trình độ nghệ thuật rất cao. Giang Sách rất vui, trải đống giấy A4 lên bàn. Nhưng đối với một người mù âm nhạc như anh thì ngay cả xem khuôn nhạc còn không hiểu huống chi là ký hiệu âm nhạc trên giấy. Hơn nữa phía đông một mảnh, phía tây một mảnh, còn chưa sắp xếp hoàn chỉnh. La Thịnh mỉm cười đi tới, lấy ra một tờ giấy A4 trắng, lấy một cây bút trên bàn rồi sửa chữa. Cắt ghép lại nội dung trên những tờ giấy khác và cuối cùng cũng hoàn thành một bài hát. Tuyệt đẹp! Đây, bây giờ được rồi. La Thịnh đưa tờ giấy ra, bây giờ đã gọn gàng ngăn nắp hơn. Trình Đan Đình cầm lên đọc kỹ, hài lòng nói, thầy La không hổ là cha đỡ đầu của âm nhạc. Chỉ cần thu âm xong ca khúc này, chắc chắn sẽ là một bài hát nổi tiếng tôi phải tìm một nghệ sĩ phù hợp với bài hát này để hát càng sớm càng tốt. Gần đây có rất nhiều hạt giống, đều cần phải bồi dưỡng. Vừa nói, cô ấy vừa đưa bản thảo cho Giang Sách, bản thảo gốc này tạm thời để ở chỗ của. Anh, Giang Sách cũng không cầu thả, anh cất giữ bản thảo vào trong kết sắt. Còn những bản thảo vứt bỏ khác, tất cả đều bị ném vào sọt rác. Trình Đan Đình tiếp tục, Tổng Giám Đốc Giang, ngoài chuyện này còn một chuyện nữa tôi muốn thảo luận với anh. Còn một tuần nữa là Tết Nguyên đán, chúng ta sẽ tổ chức buổi biểu diễn đêm giao thừa trước thêm năm mới. Giang sách gật đầu, ý kiến hay. Chỉ có một công ty lớn mạnh mới có thể tổ chức một đêm dạ hội tầm cỡ như thế, muốn xây dựng thương hiệu thì nhất định phải làm. Trình Đan Đình gật đầu, Tổng Giám Đốc Giang đồng ý thì quá tốt rồi, dù sao buổi dạ hội này rất tốn kém. Theo ước tính của tôi, chắc chắn chỉ dựa vào quảng cáo và bán vé sẽ không thu hồi được phí tổn nhưng chúng ta lại không thể để vượt mất cơ hội tuyệt vời để bắt đầu xây dựng thương hiệu có tốn tiền cũng phải làm công ty giải trí ước mạch đã thành lập được một thời gian rồi tuy đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng để trở thành bá chủ của thành phố giang nam thì vẫn còn rất xa thực lực vẫn bị công ty giải trí bá khổng chấn áp nếu muốn trở mình thì phải đánh một trận ác liệt đến lúc đó đấu tay đôi với bá khống và chỉ có thể thắng chứ không thể thua Bài hát mới của thầy La này đừng vội phát hành, đợi đến buổi biểu diễn đêm giao thừa hãy tuyên bố, nó sẽ lập tức nổi tiếng ngay. Cả ba đồng ý. Tiếp theo, Trình Đan Đình đi tìm một ca sĩ phù hợp để biểu diễn, cũng bắt tay cho buổi biểu diễn đêm giao thừa, còn La Thịnh về nhà nghỉ ngơi. Chương 286 bị chơi cho một số rồi. Tất cả điều này xảy ra một cách vô tình, không ai để ý đến chi tiết này. Một ngày dài dần trôi qua. Chiều tối Giang Sách ngáp một cái, vừa đứng dậy khỏi ghế sofa chuẩn bị về nhà thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Trình Đan Đình và La Thịnh đều không gõ cửa, mà là vội vã xông vào. Từ vẻ mặt lo lắng của họ, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. "Tổng giám đốc Giang, đã xảy ra chuyện rồi." Câu nói đầu tiên sau khi Trình Đan Đình bước vào giống hệt như những gì Giang Sách đoán. Là một nhà lãnh đạo, thời điểm càng căng thẳng và nguy hiểm thì càng phải giữ được sự bình tĩnh trên mặt giang sách không hề dao động, thản nhiên hỏi có chuyện gì. Lập tức Trình Đan Đình lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng Kumau Music, lên bảng xếp hạng âm nhạc. Có thể thấy ca khúc đầu tiên trên bảng xếp hạng là Tòng Quân. Người biểu diễn là nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty giải trí bá khổng, cũng là vợ trước của nhiếp tranh, Hoa Tưởng Dung. Sao vậy? Giang sách vẫn không hiểu. Tổng giám đốc Giang, bài hát này được tải lên vào lúc 1 giờ chiều nay sau khi đăng tải công ty giải trí bá khổng đã ngay lập tức chi tiền cho các bảng xếp hạng và lượng truy cập khiến độ hot của bài hát càng ngày càng tăng bây giờ độ hot đã tăng đến đáng sợ vấn đề là trước đó công ty bá khổng không hề có một xíu dấu hiệu nào là sẽ phát hành một bài hát mới chứ đừng nói đến bất kỳ hành động nào về mặt này thật giống như là mới quyết định tức thời vậy mọi chuyện trên thương trường thay đổi trong chớp mắt công ty giải trí bá khổng có tác phẩm tốt lập tức đăng tải và mua bảng xếp hạng cũng không có gì mới. Giang sách vẫn không hiểu, hỏi, Đan Đình, không phải cô chỉ muốn nói với tôi chuyện này đó chứ? Trình Đan Đình và La Thịnh nhìn nhau, không biết nên mở miệng thế nào. La Thịnh chủ động nói, để tôi nói cho, Tổng Giám Đốc Giang, bài hát mới của bá khổng gần như giống hệt bản thảo sáng nay tôi đưa cho cậu. Cái gì? Câu nói này hoàn toàn khiến Giang sách choáng váng. Đúng vậy, trong sáng tác âm nhạc không thiếu những tình huống đâm xe nhưng không thể. Buổi sáng, La Thịnh vừa gửi một bài hát mới đến, còn chưa kịp tìm ca sĩ thu âm thì kết quả là một bài hát gần giống hệt do bá Không phát hành, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Hơn nữa, công ty giải trí bá Khổng cũng không có bất kỳ động thái nào nói rằng sẽ phát hành một bài hát mới, và việc lọt vào bảng xếp hạng cũng là do bỏ một món tiền lớn ra mua. Tất cả đều là vừa mới bắt đầu thực hiện bất cứ ai cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng xấu bây giờ ba người trong phòng đều có suy nghĩ giống nhau bản thảo của bài hát này đã bị công ty giải trí bá khổng đánh cắp bên kia gấp rút thực hiện và lọt vào bảng xếp hạng theo cách này thì bài hát sẽ thuộc về công ty giải trí bá khổng nếu công ty giải trí ức mạch còn dám phát hành thì đó sẽ là đạo nhạc đó là hành vi xâm phạm bản quyền khi đó không những người hâm mộ sẽ không tha thứ mà luật pháp cũng không cho phép công ty giải trí ức mạch làm bừa bị chơi cho một số rồi. Mặc dù vô cùng kinh ngạc, những sắc mặt giang sách vẫn không thay đổi quá nhiều. Anh biết lúc này nếu như người lãnh đạo rối loạn thì cấp dưới cũng sẽ càng loạn hơn. Anh không vội phán đoán, mà trước tiên mở kết sắt và lấy bản thảo gốc từ trong đó ra. Lúc bỏ vào như thế nào thì lúc lấy ra vẫn như thế ấy. Trên bản thảo không có dấu vết nào bị đụng vào. Giang sách cho biết, tôi đã ở văn phòng cả ngày nay, không ai có thể lấy trộm bản thảo ngay dưới mí mắt của tôi được, mà cũng chỉ mình tôi là có chìa khóa kết sắt, dù muốn lấy trộm thì cũng rất khó. Hơn nữa bản thảo không có dấu vết bị động vào nên khả năng bản thảo bị đánh cắp hoặc lấy trộm là cực kỳ thấp. Trình Đan Đình gật đầu. Quả thực, theo tình hình hiện tại, khả năng bản thảo bị đánh cắp là gần như không có. Vậy còn có khả năng nào nữa? Trình Đan Đình hỏi, thầy la, hay là nó đã bị đánh cắp từ quá trình sáng tác? chương 287, bộ phim đó tôi có xem qua rồi. La Thịnh lắc đầu, không thể nào. Tối hôm qua tôi đã sáng tác ở nhà, sau khi chuẩn bị xong thì lập tức đưa đến công ty. Buổi sáng tôi còn chỉnh sửa trước mặt hai người nên không có khả năng bị đánh cắp trong quá trình sáng tác. Nói đến đây, ba người đồng thời sửng sốt. Họ đều nhận thức được vấn đề. Đúng rồi, tất cả bản thảo giác của thầy La lúc sáng đều đã bị ném vào thùng rác. Trình Đan Đình nhìn vào thùng rác. Trống rỗng. Trình Đan Đình sốt ruột nói, chắc chắn là bọn người của công ty giải trí bá khổng đã lấy bản thảo nháp mà thầy La vứt bỏ, cho nên chuyện cơ mật của chúng ta mới bị dò dỉ ra bên. Ngoài, La Thịnh khẽ gật đầu. Thảo nào tôi cứ thấy bài hát mới đó nghe khá giống bài hát kia của tôi, nhưng ở phần giai điệu lại có sự tranh lệch khá lớn. Hóa ra là lấy trộm bản thảo nháp tối vứt đi để tiến hành biên soạn lại, giống đến 80%. Mặc dù chỉ giống đến 80%, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một bài hát rất hay. Khoản thiệt hại của giải trí ức mạch là cực kỳ lớn, khó mà bù lại được. Trình Đan Đình nói tiếp, tôi sẽ đi kiểm tra camera, để xem xem là kẻ nào lấy cắp bản thảo, nhất định phải tìm ra được kẻ đó, rồi bắt chúng phải bồi thường cho ra nhẽ. Cô ấy đang định di chuyển thì đột nhiên, Giang Sách lại gọi giật cô ấy lại. Từ từ, Trình Đan Đình xoay người, nói chuyện gì nữa. Giang Sách cười khẽ một tiếng, dáng vẻ anh lúc này trông cực kỳ bình tĩnh từ tốn ngồi xuống nói với giọng hờ hứng nếu người ta đã dám trộm thì họ sẽ không để cô có cơ hội bắt được đâu mà nếu cô có tìm ra họ thì sao chứ định thưa kiện họ hay là đi giảng đạo lý đây tổn thất thì cũng đã rồi chúng ta đâu còn cách nào cứu vãn nữa chưa kể buổi biểu diễn hàng năm cũng sắp diễn ra thời điểm này mà còn làm loạn gây ra chuyện lớn thì thật sự chẳng phải cách hay không lý trí quả thật không sai buổi biểu diễn hàng năm sắp diễn ra, đây chính là dự án lớn nhất kể từ khi giải trí ước mạch được thành lập tới giờ. Nếu còn làm mọi chuyện dối hơn nữa thì khoản tổn thất có lẽ còn tăng cao hơn nhiều. Thời điểm mấu chốt này càng không thể bị phân tâm bởi những chuyện ngoài lề khác, chuyện bản thảo bị ăn trộm lại càng không thể để nhân viên biết, vì nếu để họ biết sẽ chỉ khiến ý chí chiến đấu của họ bị dao động mà thôi. Nhưng Trình Đan Đình thật sự không thể nuốt trôi cục tức này được, vậy chúng ta cứ thế giang sách khẽ lắc đầu anh nói đan đình cô chưa xem tam quốc diễn nghĩa hả trình đan đình lúng túng nhún vai bộ phim đó tôi có xem qua rồi giang sách nói ở tam quốc có một bài thuyết pháp tào tháo phái tưởng càn đi thuyết phục thu nạp chu du nhưng kết quả lại bị chu du lợi dụng ngược lại dùng kế ly gián để diệt trừ hai đại tướng thông thạo thủy chiến lúc bấy giờ là thái mạo và trương duẫn lúc này mắt anh chợt lóe lên một tia sáng hiện giờ trong giải trí ức mạch chắc hẳn là có nội gián, thay vì chúng ta điều động binh lực tìm bằng được chúng, thì sao ta không thử dùng tương kế tự kế, biến kẻ đó thành tay sai, giúp chúng ta từng bước từng bước đánh đổi công ty giải trí bá khổng kiêu ngạo kia. Trình Đan Đình mơ hồ hỏi lại, người của giải trí bá khổng, dễ gì mà chịu đứng về phía chúng ta chứ? Giang sách cười, anh nhìn về phía hai người vẫy vẫy tay, đợi bọn họ tới gần thì ghé sát tại hai người. Cẩn thận thuật lại kế hoạch của bản thân cho họ nghe. Sau khi nghe xong, cả Trình Đan Đình và La Thịnh đều nở nụ cười. Tổng giám đốc Giang à, chiêu thức mới này của cậu đúng là châm biếm quá đấy. La Thịnh nở nụ cười xấu xa, nhưng mà, tôi thích lắm đấy, ha 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 ha. Giang sách không nhiều lời thừa thãi nữa, anh duỗi tay với lấy cái bút, lấy thêm mất tờ giấy A4 vo vo để lại vài đường nhân. Sau khi viết xong thì để một tờ vào tủ sắt, những tờ còn lại thì vứt hết vào sọt rác. Vừa đi họ vừa nói chuyện. Trình Đan Đình ra vẻ lo lắng hỏi, thầy la này, thầy có chắc bản nhạc mà thầy mới sáng tác này có thể giúp chúng ta gỡ lại màn thua trông thấy này không đó? chương 288, như thế chẳng phải sẽ càng có lợi cho chúng ta sao? La Thịnh vỗ ngực tự hào nói, chứ còn gì nữa, cô không tin thầy La này sao hả? Nói cho cô biết, bài hát này có thể chính là bài hát hay nhất mà tôi sáng tác từ trước đến giờ đó. Chỉ cần biểu diễn bài nhạc này trong buổi diễn cuối năm, tôi tin chắc cả đại sảnh sẽ ngập tràn tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Đến lúc đó nhé, việc đè bẹp, phòng quân, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cứ chờ mà xem. Nét mặt trình đan đình lộ rõ vẻ vui mừng hào hứng, thật biết ơn thầy la quá. Ui chao, cô không cần phải khách sáo với tôi vậy đâu. Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, nhưng lại không ai để ý, bên trong một góc hành lang kia, có bóng dáng người nào đó vẫn đang lén la lén lút đứng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người sau khi nghe xong cuộc nói chuyện đó khóe miệng người kia khẽ cong lên để lộ một nụ cười khẩy không bao lâu sau sắc trời dần chuyển màu đen giang sách thu dọn đồ đạc rồi cũng rời khỏi văn phòng về nhà như thường lệ nhưng anh vừa bước chân trước ra sau lưng đã có người tới quét tước dọn vệ sinh người nọ đổ toàn bộ đống đồ trong sọt rác ra sau đó cũng rời khỏi văn phòng công ty giải trí bá khống tại văn phòng chủ tịch bách tin hoành ngồi bắt chéo chân trong tay anh ta đang bưng một ly rượu vang đỏ vừa nhâm nhi vừa nói chuyện vui vẻ nhìn thứ hạng của tòng quân trên bảng xếp hạng số liệu càng ngày càng tốt khiến tâm trạng anh ta cũng phấn khởi theo hoa tưởng dung và người quản lý lưu sùng cũng có mặt trong phòng họ cùng nhau san sẻ niềm vui sướng mới trộm được bách tin hoành nói lão già la thịnh đó dám từ chối lời mời viết ca khúc mới cho chúng ta sao mà cũng chẳng quan trọng nữa dù gì thì đến cuối cùng bài hát vẫn nằm trong tay chúng ta đấy sao? Mấy người thử nói xem, có phải hiện giờ lão già đó đang tức đến nỗi muốn nhảy bổ đi giết người không nhỉ? Ha 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 ha! Hoa tưởng dung cũng hào hứng đáp lời, cái loại toàn lũ ngu xuẩn tụ họp lại với nhau như giải trí ức mạch kia thì làm gì có ai cao tay, mánh khóe tinh vi như tổng giám đốc bách đây chứ? Chỉ biết khoác cái mát sáng tác vào rồi ra oai. Giờ ca khúc đã bị chúng ta phát hành rồi, bọn họ có muốn sáng tác ca khúc khác cạnh tranh thì cũng không có khả năng xem ra lần này chúng ta đã thắng đẹp họ rồi. Bách tin hoành thở vào một hơi. Sau bao nhiêu lần, cuối cùng anh ta cũng thắng được giang sách rồi. Ngẫm lại những lần thua thảm hại trước kia thật không tưởng tượng nổi, lần thằng này anh ta có thể cứu vãn một chút liêm sỉ cuối cùng của mình rồi. Hừ, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngày nào người của tôi còn trà trộn vào trong giải trí ức mạch ngu ngốc đó thành công thì ngày đó tin tức của bọn họ vẫn sẽ lọt vào tay tôi, dù sớm hay muộn cũng vậy hoa tưởng dung hỏi nhưng mà tổng giám đốc bách anh không sợ giải trí ức mạch bắt được người mà anh cài vào để bí mật moi móc thông tin sao ha bọn họ có năng lực làm được việc này không bách tin hoành nói với giọng tự tin người mà tôi sắp xếp thông minh không kém ai đâu trừ phi bọn họ cho kiểm soát từng người với quy mô lớn nếu không thì chắc chắn sẽ không thể tìm được chưa kể cũng sắp giao thừa đến nơi rồi nếu giờ bọn họ tiến hành thanh lọc cả công ty với diện rộng như thế thì chỉ khiến công ty dối tung lên thôi, như vậy thì dù có tìm ra được nội giản cũng sẽ chịu tổn thất rất lớn. Như thế chẳng phải sẽ càng có lợi cho chúng ta sao? Mấy người ngồi trong đang trò chuyện thì đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Cánh cửa mở ra, một người đàn ông thần bí đi vào, trong tay anh ta vẫn đang nắm mấy tờ giấy A4 bị vo vứt đi. Bách tin hoành nhìn thấy anh ta thì nhíu mày, thân phận của anh khá đặc biệt, nếu không có việc gì thì không cần chạy tới tìm tôi thế này đâu. Ban ngày anh đã tới đây một lần rồi, giờ lại tới nữa, cẩn thận bị tên khốn nạn giang sách kia phát hiện đấy. Người đàn ông nọ nói, chuyện này đương nhiên là tôi hiểu, nhưng tôi vừa mới lấy được một đoạn trong lời bài hát mà La Thịnh mới sáng tác, nên mới vội vã chạy về đây đưa cho anh. chương 289, bọn họ không tiếc tiền đầu tư. La Thịnh, giang sách, Chí nhớ của các người cũng kém ghế. Các người ra một bài, tôi sẽ trộm một bài, toàn bộ thành quả của các người đều sẽ bị Bách Tin Hoành tội cướp đi bằng sạch, đem đi may áo cưới cho tôi. Sao bản nháp cho tôi? Người đàn ông đưa tờ giấy A4 cho Bách Tin Hoành. Bách Tin Hoành nhận lấy tờ giấy rồi mở ra xem, vẻ mặt cực kỳ hài lòng, giống như mấy lời người đàn ông nọ nói, giá trị ca từ cực cao. Nếu có thể phối với một bản nhạc tốt thì chắc chắn đây sẽ trở thành bài hát hạng nhất. Anh ta lập tức ra lệnh cho cấp dưới, mau tập hợp tất cả nhà công trong công ty tới để sáng tác giai điệu cho lời bài hát mới này mau. Công ty giải trí bá khổng bắt đầu khua chiêng gõ mõ đủ thể loại, tất cả mọi người ai nấy đều sốt ruột, hớt hải bắt tay vào làm việc, chưa đến một giờ sau, một bài hát mới đã ra lò. Họ đẩy nhanh tiến độ, kêu hoa tưởng dung lập tức vào phòng thu ca khúc mới với lyric mới. Làm việc hết công suất tới tận đêm khuya, cuối cùng, ca khúc mới cũng được thu xong. Bách tin hoành dường như bất chấp tất cả, anh ta không còn quan tâm đến cái gọi là thời gian phát hành nữa, sau khi chắc chắn ca khúc không có khuyết điểm gì lớn thì lập tức cho đăng tải trên nền tảng âm nhạc lớn. Khóc Nghiêu, Kuta, Cloud Music, OO Music, Grab Me Music, Chienzu Music, chỉ trong chớp mắt, bài hát đã được đăng tải trên hơn chục nền tảng âm nhạc khác nhau. Bất kỳ nền tảng nào, chỉ cần có chút danh tiếng là bọn họ đều sẽ đăng tải lên để nâng cao sức phủ sóng. Chớp mắt một cái, ca khúc mới của công ty giải trí bá khổng mới phát hành, vãng tích khúc lập tức càn quét khắp các nền tảng lớn nhỏ trong giới âm nhạc. Bọn họ không tiếc tiền đầu tư. Trên các nền tảng lớn, họ sẵn sàng chi tiền mua danh sách, mua số lượng, dường như trong cùng một thời gian, bài hát đã vươn lên dẫn đầu danh sách 24 giờ của tất cả các nền tảng lớn vãng tích khúc trở thành một sản phẩm tạo nên cơn sốt cho giải trí bá khổng. Sở hữu trong tay hai sản phẩm gây sốt, Bách Tin Hoành đang cực kỳ đắc ý, đợi đến khi buổi biểu diễn đêm giao thừa diễn ra, anh ta sẽ tạo ra một cú hích lớn, phải biết tận dụng thời cơ, rèn sát khi còn nóng, bắn phát súng khai hỏa mức độ nổi tiếng của hai ca khúc này. Không chỉ vậy, nhờ việc phát hành hai ca khúc này trong thời gian chấp nhoáng mà danh tiếng của Hoa Tưởng Dung cũng thăng hoa không kém. Ở thời điểm hiện tại, hoa tưởng dung chính là nghệ sĩ đắt giá nhất trên thị trường. Muốn mời được cô ta, các bầu sâu phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Khai hỏa mức độ nổi tiếng, thành công lăng xê nghệ sĩ, và thậm chí là chèn ép đối thủ đến. Mức không còn đường lui, một mũi tên chúng ba con nhạn. Bấy lâu nay đã bị giải trí ức mạch đè bẹp đến nỗi không ngóc đầu lên nổi, nay Bách Tin Hoành đã dùng kế sách, nội gián coi như là hòa nhau một ván. Anh ta vui vẻ đứng trong văn phòng, của tay múa chân loạn xạ. Bên kia, về phía công ty giải trí Ức Mạch, ngoài mấy vị giám đốc điều hành cấp cao ra, những nhân viên trong công ty không ai biết chuyện cơ mật của công ty đã bị người ta trộm mất, bao gồm cả chuyện có nội gián trong công ty họ cũng không biết. Vì vậy, dù mọi người vẫn có chút lo lắng về sự phát triển vượt bậc của giải trí bá khổng gần đây, nhưng ít nhiều họ vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Bên giải trí Ức Mạch không chủ động truy xét, tra tìm nội gián thì bên bà khổng cũng không thể thừa nhận thứ bọn họ đang sở hữu lúc này là nhờ sử dụng nội gián đi lấy cắp về. Cho nên, mọi chuyện đến giờ vẫn khá yên bình, chưa có bất cứ động tĩnh gì. Trong văn phòng, chương 290, thật sự quá mất mặt. La Thịnh cũng gật đầu phụ họa, chắc giờ này cậu ta vẫn vui vẻ đứng trong văn phòng ca hát nhảy nhót ấy nhỉ. Nếu để người ngoài nhìn thấy biểu cảm của ba người bọn họ lúc này thì chắc chắn sẽ thấy rất kỳ lạ. Bởi vì tại sao giải trí bá khống đang khiến giới giải trí bùng nổ, mà bọn họ không hề lo lắng khẩn trương, ngược lại còn ngồi đây cười đùa vui vẻ đến mức này. Giang Sách đặt chén trà xuống, hờ hững nói, "Thời gian sắp hết rồi, Đan Đình, hãy thông qua những người có tầm ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội, bắt đầu hành động đi." "Ok, tôi đã đợi anh nói lời này từ lâu rồi, các thông cáo báo chí đã sẵn sàng rồi đây." "Nói làm là làm luôn." Trình đàn đình đem toàn bộ thông cáo báo chí gửi đến tay những người có tầm ảnh hưởng trên nền tảng xã hội, sau đó thông qua các bản chỉnh sửa của họ, bản thông cáo chính thức được phát hành. Đồng thời, trên các trang mạng xã hội lớn trong nước như Douhu, Gupu, Dia và Tiba, một số lượng lớn các bài đăng phân tích có dán hashtag vãng tích khúc xuất hiện trong chốc. Lát, chớp mắt một cái, lửa trời lan ra cháy khắp đồng cỏ quần chúng ăn dưa đọc được mấy bài phân tích đó xong thì cười đến nỗi không khép được miệng. Giờ này khắc này, bên trong giải trí bả không. Bách tin hoành vẫn rất đắc ý nhìn số liệu tăng vùn vụt của bài hát mới, nhưng sự vui vẻ tự hào đó của anh ta sắp bị phá hỏng rồi. Hoa tưởng dung và lưu sùng cũng đang có mặt trong văn phòng anh ta, cả ba người đều dùng hết sức để hưởng thụ niềm vui sướng không dễ gì có được này. Tuy có tốn chút tiền, nhưng lưu lượng và danh tiếng của họ đều đang đi lên số tiền này, có giá trị lắm. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên không ngừng, nghe tiết tấu thì có vẻ người đứng bên ngoài. Vào đi. Cánh cửa được mở ra, tên thư ký bước vào, trên tay anh ta có cầm theo một cái laptop, nét mặt lộ rõ vẻ u sầu. Bách tin hoành cực kỳ không vui. Cậu bị gì thế, sao lại trưng ra dáng vẻ như đưa đảm thế kia? Ngày vui, cậu đừng có làm hỏng tâm trạng của tôi. Tay thư ký đi tới trước mặt ba người họ, anh ta đặt chiếc laptop lên bàn tổng giám đốc bách không xong rồi có chuyện lớn chuyện lớn cái quỷ gì hai tôi cũng không biết nói sao nữa tổng giám đốc hãy đọc qua mấy bình luận trên mạng về ca khúc mới của công ty chúng ta đi ạ à. bách tin hoành nghi ngờ quay máy tính lại xem hoa tưởng dung và lưu sùng cũng tò mò tiến tới gần xem rốt cuộc là có chuyện gì họ click vào một bài phân tích do một người có tầm ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội đăng tải Ý tứ trong bài đăng này rất đơn giản, câu từ cũng rất đơn giản, là một bài thơ loại văn vần, dùng âm đọc gần giống hoặc giống nhau viết nên. Thấu các đáo từ Mỹ thất yên. Bách tin hoành khẽ nhờ mày, tất cả 20 từ chữ cái này kết hợp với nhau chẳng có ý nghĩa gì cả, mà cũng không nhìn ra bất cứ điểm sai nào hết. Anh ta tiếp tục lướt xuống dưới xem tiếp. Sau khi người đăng sửa lại tất cả thành các từ đọc gần giống hoặc giống chữ ban đầu thì, 24 chữ này lập tức có ý nghĩa là bản quyền ca khúc này thuộc về giải trí ức mạch. Giải trí bà khổng đã không biết xấu hổ, trộm ca khúc đạo lyric mà không chấp mắt. Mọi người có mặt trong căn phòng đều trợn tròn mắt nhìn, chết lặng không thốt nên lời. Bị phản đòn một vố đau rồi. Cái mặt già của bách tin hoành bỗng đen như màu gan lợn, tức đến nỗi suýt hộp máu môm. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, đồ vô liêm sỉ. Giang sách, con mẹ nó chứ, mày dám chơi tao giờ phút này anh ta mới ý thức được, làm gì có chuyện ăn cắp bài hát lần thứ hai mà vẫn thuận lợi như thế được. Theo lẽ thông thường mà nói thì, giải trí ức mạch sau khi bị mất trộm lần đầu tiên sẽ tăng cường phòng bị, không để xảy ra sai lầm tương tự. Những nội gián của anh ta lại dễ dàng ra tay lần nữa, lại còn gọn nhẹ như vậy. Bách tin hoành đã quá bất cẩn rồi, anh ta nghĩ giang sách quá đơn giản nên mới cho rằng giang sách sẽ vấp ngã ở cùng một chỗ thêm lần nữa như vậy nhưng trên thực tế thì đây là tương kế tựu kế của họ chẳng phải anh thích ăn cắp sao vậy được tôi vứt cho anh tha hồ trộm còn bách tin hoành đáng thương thì vẫn nghĩ rằng mình lại trộm được món hời nữa tiêu phí biết bao sức người sức của bỏ tiền đầu tư để phát hành bài hát và đưa nó lên vị trí đầu bảng ở các nền tảng nhạc số giờ thì đã tiếc nứt ruột rồi đấy số tiền mất trắng còn chưa biết tính sao thì việc quan trọng nhất cần lo chính là thanh danh Trước đó anh ta nhìn, vãng thích khúc vươn lên đứng đầu các bảng xếp hạng với lượt truy cập tăng vọt không ngừng thì giờ đây, anh ta chỉ hận nỗi không thể xóa bỏ ca khúc này khỏi các bảng xếp hạng lớn ngay lập tức. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Bách tin hoành quá to, đứng thất thần ra đấy là gì hả? Còn không mau bàn kế hoạch với bộ phận quan hệ công chúng đi. Còn nữa, xóa ngay bài hát này khỏi mọi nền tảng nhạc số cho tôi, nhanh. Thư ký sốt ruột nói nhưng chúng ta vừa bỏ ra một số tiền khá lớn mua bảng danh sách, mua số lượng, nếu giờ xóa bài hát đó đi thì chúng ta lại được bao nhiêu chứ? Bách tin hoành nóng này. chương 291, còn giả bộ sao? Công ty giải trí ức mạch, trong văn phòng. Len sách và những người còn lại trên mặt ai nấy cũng lộ rõ vẻ tươi cười mừng rỡ. Chiêu thức tương kế tự kế này của anh không những khiến Bách tin hoành phải mất tiền, mà còn khiến thanh danh của anh ta bị hủy hoại hoàn toàn. Hiện giờ cả thế giới ai cũng biết giải trí bá khổng là kẻ đi ăn cắp ca khúc của người khác. Mà mấu chốt ở đây trộm còn trộm không xong, thành ra lại tự đào mồ chôn mình, đi trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. La Thịnh cực kỳ hài lòng, ông già tôi sống đến từng tuổi này rồi, cả một đời lăn lộn trong ngành này rồi, thú thực, tôi đã quen nhìn giải trí bá khổng bắt nạt, chèn ép người khác, nhưng trước nay chưa từng thấy có người nào bắt nạt được chúng. Từ mấy năm trước tôi đã không chịu nổi sự dơ bẩn đó nên đã bỏ nghề về ở ẩn. Cuối cùng, tôi cũng chờ được đến ngày mây mù tan để thấy trắng sáng, hung hăng diệt giải trí bá khổng, hả giận, cuối cùng cũng được hả giận. Giang sách cười cười, không nói thêm gì nữa. Kế sách lần này đã khiến bá không thua lỗ số tiền khá lớn, hơn nữa còn khiến chúng mất mặt trước bao người, nhưng vẫn chưa đến mức sụp đổ, nên móng của giải trí bá khổng vẫn sẽ tồn tại ở đó. Nhưng nếu so về thực lực và tầm ảnh hưởng thì Ức Mạch vẫn đang đứng phía sau nó. Cho nên, không được vui mừng quá sớm, chiến thắng nhất thời không phải thắng lợi thực sự, Giang Sách đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Trình Đan Đình hỏi, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Giang Sách gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, từ tốn đáp lời, bước tiếp theo sẽ là đưa nội gián ra ánh sáng. Anh liếc mắt nhìn Trình Đan Đình một cái, đối phương lập tức hiểu ý. Cô ấy móc chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, gọi cho thư ký Tiểu Ngô, giúp tôi liên hệ với nhân viên chủ quản bộ phận giám sát điều khiển giọng nói bên mảng điện ảnh và truyền hình triệu đình, kêu anh ta tới văn phòng chủ tịch một chuyến đi. Sau khi cúp điện thoại, không đến 5 phút sau, triệu đình đẩy cửa văn phòng ra, đứng trước mặt đám người giang sách. Không khí có phần nặng nề. Nhưng triệu đình lại có vẻ khá thong dong, nét mặt anh ta không hề có bất kỳ biểu cảm khác thường nào, lẳng lặng đứng ở cửa chờ đợi. Tổng giám đốc Giang, ngài tìm tôi sao? Giang sách nhìn chằm chằm anh ta mười mấy giây, không nói câu gì. Nếu là người bình thường, bị gọi thẳng tên tới đây thế này đã sợ tới mức run cầm cập rồi chứ, đằng này triệu đỉnh vẫn bình chân như vậy, giống như một cục đá cứng rắn đen kịt vậy. Những cái khác khoan hãng bàn, nhưng tố chất tâm lý kiểu này là cực kỳ ưu tú. Có biết tôi tìm anh làm gì không? Giang sách cố tình hỏi. Không biết. Còn giả bộ sao? Tổng giám đốc Giang, tôi không biết anh đang nói gì hết. Trình Đan Đình không nghe nổi nữa, cô ấy chủ động mở đoạn video giám sát quay lại cảnh Triệu Đình ăn cắp bản thảo nháp đã vứt trong sọt rác. Còn giả vờ nữa không? Nói cho anh biết, điện thoại di động của anh đã bị chúng tôi cải phần mềm nghe lén. Cuộc hội thoại giữa anh và Bách Tin Hoành chúng tôi đều có bản ghi âm cả, và đã lập hồ sơ đầu ra đấy rồi, như vậy có nghĩa là chúng tôi có thể thực hiện anh ra tòa bất cứ lúc nào đấy trình đan đình thức đến nỗi thở mạnh khiến lồng ngực lên xuống phập phồng tuy giải trí bá khổng đã bị trừng trị một vố đau nhưng chuyện xuất hiện nội gián trong công ty khiến cô ấy thực sự rất khó chịu chứng cứ đã bày ra trước mặt triệu đình cũng không cần phải cái sống cái chết làm gì nữa anh ta ngẩng đầu lên thở dài một hơi và không nói thêm gì nữa trầm mặc giống như một người câm điếc hoàn toàn vậy giang sách có hơi ngạc nhiên trước người đàn ông này một người bình thường nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, không bất chấp làm liều hay làm điều sằng bậy để mưu cầu sự sống thì cũng dập đầu xin tha, người bình tĩnh như triệu đỉnh đây thì cực kỳ hiếm thấy. chương 292, có gì mà không được? Như vậy càng chứng tỏ, anh ta là một nhân tài. Trình Đan Đình muốn đưa triệu đỉnh tới cục cảnh sát xử lý, kiện anh ta với tội danh lấy trộm làm dò dỉ bí mật người khác, nhưng bị giang sách ngăn lại. Khoan đã! Giang sách nhìn triệu đỉnh, anh hỏi lý do là gì triệu đỉnh sửng sốt lý do giang sách khẽ gật đầu một người làm bất cứ chuyện gì đều có lý do riêng của họ anh là một trong số những nhân viên làm việc sớm nhất ở ước mạch này tiền lương hay lợi ích chức vụ địa vị cũng không phải thấp tôi không hiểu vì lý do gì mà anh lại bán đứng công ty là do lợi ích công ty mang lại cho anh chưa đủ tốt tiền lương anh nhận được quá thấp anh có thành kiến không vừa lòng với vị lãnh đạo nào hả hay là do anh cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời hả chọn một lý do đi chứ triệu đỉnh thẳng thừng phun ra một chữ tiền vì tiền mà bán đứng công ty đây là một điều rất đáng xấu hổ nhưng triệu đỉnh lại có thể thản nhiên nói ra mà không đỏ mặt cũng không thở gấp anh ta bình tĩnh giải thích ba tôi bị bệnh sơ gan do quanh năm nhậu nhẹt quá nhiều để thực hiện ca phẫu thuật sắp tới thì cần một khoản tiền kha khá khoản tiền này dù có dồn hết tiền lương của tôi vào cũng không đủ, vậy nên tôi đã quyết định hợp tác với Bách Tin Hoành. Nếu tôi làm cho anh ta một việc, anh ta sẽ trả tôi 20 vạn. Dứt lời, Triệu Đình thản nhiên nói tiếp, lý do tôi cũng đã nói rồi đấy, giờ mấy người muốn xử tôi thế nào là tùy mấy người. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, khóe miệng giang sách khẽ cong lên. Anh hỏi, chữa bệnh, cần bao nhiêu tiền? Triệu Đình trả lời, một ca phẫu thuật phải trả hết 30 vạn, tuy nhiên, nguyên liệu trình trị liệu ban đầu là hơn 200 vạn. Còn nữa, giai đoạn sau dưỡng bệnh phải làm trị liệu liên tục, con số này sẽ càng ngày càng lớn và có thể sẽ không bao giờ ngừng lại. Một gia đình dù có nhiều tiền đến đâu, nhưng chỉ cần trong số họ có người đổ bệnh thì có thể sẽ trở nên nghèo khó trong chốc lát. Bệnh tật, đúng là thứ đáng khinh. Giang Sách không nói gì, anh rút tờ chi phiếu ra, viết vài nét bút rồi xé một tờ ra đưa cho Triệu Đình. Cầm lấy. Triệu Đình sửng sốt, anh ta đi tới nhận từ chi phiếu, nhìn con số bên trong, hai mắt lập tức trợn tròn lên. Con số mà Giang Sách đưa ra là 500 vạn. Tổng Giám đốc Giang, ngài. Giang Sách nói, 500 vạn đủ cho anh dùng chữa bệnh cho ba ở giai đoạn trước, và giai đoạn dưỡng bệnh sau đó nữa. Đồng thời, tôi sẽ tăng lương cho anh, đảm bảo anh không cần lo toan để phòng nữa. Những người có mặt trong phòng đều trợn tròn mắt nhìn. Anh đang muốn làm gì? Đối với một tên nội gián, anh chẳng những không xử phạt anh ta, ngược lại còn cho anh ta tiền, như vậy thì chẳng phải anh ta no bụng quá rồi còn gì? Trình Đan Đình sốt ruột lên tiếng nhắc nhở, "Tổng giám đốc Giang, anh không nên nhẹ nhàng quá như thế." Giang Sách xua xua tay, "Tôi có biện pháp của riêng mình." Anh nói, "Chuyện này, bên giải trí bá không chắc chắn sẽ không dám chủ động nhắc tới." mà công ty chúng ta cũng không cần quảng bá hay làm rầm rộ quá tất cả cứ coi như chưa có chuyện gì triệu đình trước đây anh làm gì thì giờ vẫn làm thế ấy đi giải trí ức mạch vẫn sẽ là nhà của anh lời nói này của anh thật sự khiến triệu đình nước mắt lưng tròng dù cho tính cách anh ta có quái gở đến mức nào hay anh ta là một người đàn ông giỏi khống chế cảm xúc đi nữa thì giờ này khắc này tim anh ta cũng không kìm được mà rung động giang sách thật sự quá tốt với anh ta Tổng giám đốc Giang, chuyện này thật sự được sao? Có gì mà không được? Tôi bán đứng công ty, bán đứng anh, anh thật sự không giao tôi cho cảnh sát, không xử phạt tôi sao? Giang Sách cười cười, nếu xử phạt anh có thể cứu vãn những tổn thất vừa qua thì tôi rất sẵn lòng làm vậy. Nhưng hiển nhiên, xử phạt anh, những gì tôi mất đi cũng không có cách nào lấy lại được, ngược lại công ty còn mất đi một nhân viên dày kinh nghiệm, mất đi người người có năng lực nghiệp vụ cực tốt, như vậy thì tôi lại không có lời rồi nhưng không xử phạt anh không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra. chương 293, tôi không thể tiết lộ được. Triệu đình, tôi muốn anh dốc toàn lực làm việc, giúp tôi sáng tạo ra những giá trị lớn hơn nữa. Còn nữa, anh nhớ cho kỹ đây, 500 vạn đó tôi không cho anh, mà là cho anh. Mượn, nếu anh không thể sáng tạo ra những thứ có giá trị hơn nữa, vẫn để bản thân xếp trung hàng với những nhân viên nhỏ không có lý tưởng thì tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi đấy. Triệu Đình kiên định gật đầu. Tổng giám đốc Giang, tôi nhất định sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Tôi nhất định sẽ bỏ ra trăm phần trăm nỗ lực của mình, biến ước mạch trở thành công ty giải trí hàng đầu Giang Nam này. Giang sách cười, thứ tôi muốn nghe chính là những lời này, được rồi, anh ra ngoài trước đi. Nhớ lau nước mắt đi, đừng để người khác nhìn thấy. Vâng, Triệu Đình cầm tờ chi phiếu, cảm động rời khỏi văn phòng. Tận đến khi Triệu Đình rời đi, Trình Đan Đình vẫn không thể chấp nhận được. Cô ấy tức giận, gần giọng nói, Tổng Giám Đốc Giang, anh thật sự quá lương thiện. Một kẻ nội gián phản bội công ty như vậy mà anh vẫn không giết gà dọa khỉ sao. Giang sách xua tay, đáp không cần phải làm vậy. Bây giờ ngoại trừ mấy người chúng ta ra, những người khác không hề biết chuyện có nội gián. Sắp phải tổ chức buổi nhạc hội giao thừa thôi, vào thời điểm quan trọng như vậy, tại sao phải tự làm loạn lên. Hơn nữa, Triệu đình có năng lực nghiệp vụ rất xuất chúng, nếu để phí hoài như thế thì thật sự rất đáng tiếc. Trình Đan Đình bĩu môi nói, vậy anh không sợ anh ta sẽ lại một lần nữa bán đứng anh sao? Giang sách nở nụ cười, cô nghĩ anh ta còn dám ư. Có bài học lần này, Triệu Đình đã hiểu rất rõ về thủ đoạn của đám người Giang sách, anh ta tuyệt đối sẽ không dám tái phạm. Hơn nữa Triệu Đình còn nợ Giang sách 500 vạn, nợ người ta một khoản tiền lớn như. Thế, làm sao anh ta dám tùy tiện động thủ? Một điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, anh ta đã không còn lý do gì để phản bội nữa. Giang Sách cho ta một ân tình lớn như vậy, nếu phản bội Giang Sách đầu tiên là anh ta sẽ thấy cắn rứt lương tâm, viện phí và tiền thuốc men cho ba anh ta cũng sẽ không còn chỗ dựa nữa. Uy hiếp kết hợp với dụ dỗ. Giang Sách đồng thời làm được hai điều này, Triệu Định chắc chắn sẽ không có khả năng phản bội anh trình đan đình nhìn giang sách với vẻ mặt hơi kinh ngạc bấy giờ cô ấy mới phát hiện ra hóa ra tâm cơ của anh thâm sâu như vậy khác xa so với vẻ ngoài bình thường vô hại của anh cô ấy hỏi giang sách trước đây anh thật sự đã đi lính ở tây cương ư giang sách mỉm cười nói chẳng lẽ cô cho rằng đi lính chỉ là sông pha chiến đấu đánh đấm chém giết ư không phải sao đương nhiên là không chiến tranh không chỉ là sự so bì cạnh tranh xem ai dũng mãnh hơn ai người hữu dũng vô mưu lúc nào cũng có thể bị kẻ địch giết hại trong quá trình chơi cờ cô không những cần phải biết kẻ địch nghĩ như thế nào mà còn phải biết được cấp dưới của mình nghĩ như thế nào lúc nào cần cứng rắn thì phải cứng rắn lúc nào cần mềm mỏng thì phải mềm mỏng lúc nào cần giả câm giả điếc tất cả đều cần có sự học hỏi có những lúc trừng phạt không thể đem lại cho cô hiệu quả mà cô muốn hiểu chưa trình đan đình hoàn toàn choáng váng những lời này của Giang Sách cách những gì cô ấy làm được rất xa. Mặc dù mọi người đều hiểu đạo lý, nhưng chẳng có mấy ai thật sự làm được. Cô ấy hỏi, "Giang Sách, rốt cuộc ở Tây Cương anh làm?" Chương 294, anh rể em sợ là phải xin lỗi anh trước rồi. Một ngày trôi qua, không có chuyện gì xảy ra nữa. Giang Sách vẫn như thường ngày, gọi một chiếc xe taxi về nhà. Vừa về đến cửa, anh đã nhìn thấy mọi người trong nhà đang quây quần bên bàn ăn rồi hôm nay họ không chủ động đợi anh về mà đã động đũa trước rồi ư lúc bước vào giang sách mới biết hóa ra trong nhà có khách đến cũng không phải người ngoài mà chính là em gái của đinh mộng nghiên cháu gái của tô cầm tô nhàn sách nhi nào bát đũa của con đã chuẩn bị sẵn rồi con mau qua đây ngồi đi tô cầm chủ động nói giang sách ngồi xuống cầm bát đũa lên ăn cơm cùng mọi người trong lúc đó tô nhàn mỉm cười nói anh rể em sợ là phải xin lỗi anh trước rồi giang sách ngẩn người hỏi hả ý em là gì tô nhàn với tay rút hai tấm vé du lịch ra nói hôm trước mẹ em đã lấy cho em hai tấm vé du lịch năm ngày ở milan em định đi cùng chị mộng nghiên nên mấy hôm đó phải phiền anh một mình trong phòng không có ai bầu bạn rồi khụ khụ giang sách ngượng ngùng ho khan vài tiếng Mặt Đinh Mộng Nghiên cũng đỏ lên, nói chỉ là đi chơi có mấy ngày thôi, cũng không phải ly biệt xa xôi, em nói như vậy dọa người quá. Đang lúc nói chuyện thì điện thoại của Đinh Mộng Nghiên đổ chuông. Sau khi bấm nút nghe, trong ống nghe vang lên giọng nói của Đinh Trọng, hai người họ nói chuyện một lúc rất lâu. Kết thúc cuộc gọi, Đinh Mộng Nghiên đặt điện thoại xuống, bất lực nói, tôi nhàn, chỉ sợ là phải nói xin lỗi em rồi. Có chuyện gì vậy ạ? À? hai Gần đây công việc ở công ty quá nhiều, Đinh Phong Thành còn chạy ra ngoài chơi, ông nội chỉ có thể trông cậy vào chị, vì thế tạm thời chị phải ôm đồm thêm khá nhiều việc. Đừng nói là đi du lịch, chị thấy ngay cả việc về nhà đúng giờ để ăn tối cũng khó. À, chuyện này, tô nhàn bĩu môi, hiển nhiên là có chút không vui, vậy chỉ có một mình em đi thôi à, hai. Tô cầm lắc đầu, nói, Milan xa xôi như vậy, một mình nhàn nhi ra nước ngoài có an toàn không? bà quay đầu sang hỏi giang sách sách nhi gần đây công ty con có bận bịu gì không giang sách chưa kịp phản ứng lại tiện miệng đáp không ạ à, gần đây rất nhàn rỗi vậy thì tốt con đi milan với nhàn nhi đi chăm sóc con bé cho tốt đừng để nó bị kẻ xấu ức hiếp chuyện này bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên kỳ quái giang sách đinh mộng nhiên tôi nhàn đều cúi đầu xuống trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng Giang sách không nghĩ gì nhiều, chỉ là sau vài lần tiếp xúc với tô nhàn lúc trước, anh biết trong lòng cô nhóc này đã có chút thay đổi, chỉ sợ một mình đi cùng cô ấy lâu như vậy sẽ xảy ra chuyện. Còn Đinh Mộng Nghiên, thân là vợ Giang sách, dù thế nào cô cũng không muốn người đàn ông của mình ở một mình cùng cô gái khác lâu như vậy, tận 5 ngày. Cho dù có là em gái mình cũng không được. Cuối cùng là tô nhàn, thực ra cô ấy đã giấu kín đoạn tình cảm đó sâu trong đáy lòng, không muốn có bất cứ sao động nào nhưng nếu hai người họ đi chơi riêng như vậy. Ha ha, muốn không bị sao động cũng khó. Vì thế không khí trên bàn ăn lúc đó hơi lúng túng khó xử, mọi người cũng không biết nên nói gì. Mặc dù ba người họ đều muốn từ chối, nhưng không ai biết nên mở lời thế nào, nếu chủ động cự tuyệt thì cứ như là có chuyện gì mở ám đằng sau vậy. Sau một hồi im lặng, Tô Cầm nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sách nhi, buổi tối con sắp xếp hành lý, Sáng sớm ngày mai cùng lên máy bay với Nhàn Nhi. Giang Sách cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Sau bữa cơm, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên quay về phòng ngủ. Đinh Mộng Nhiên lạnh mặt ngồi trên giường, nét mặt hiện rõ vẻ không vui. Giang Sách cũng không phải kiểu đàn ông biết dỗ dành phụ nữ, anh cứ ngốc nghếch đứng ở bên cạnh, cũng không biết nói gì. Chương 295, xin hãy thắt dây an toàn. Cuối cùng là Đinh Mộng Nghiên chủ động lên tiếng trước, được rồi, loại người đứng núi này trông núi nọ. Giang sách, anh mà bên trái ôm bên phải ấp sẽ không được sống yên đâu. Uầy, không phải đâu Mộng Nghiên, em đừng nghĩ lung tung. Tại sao em lại nghĩ lung tung? Em gái em xinh đẹp trẻ trung như thế, còn là hoa khôi của trường, anh sẽ không có một chút động lòng nào ư. Giang sách sợ tới mức lật đật chạy tới, nói anh thề, trong lòng anh từ trước đến nay và cho đến sau này, mãi mãi chỉ có một mình em thôi không hề nghĩ đến người khác có cho anh hai lá gan anh cũng không dám như thế đinh mộng nghiên véo mũi giang sách nói nói cho anh biết sau khi đi phải an phận một chút chú ý giữ khoảng cách không được có suy nghĩ vớ vẩn nào đó nếu để em biết được anh động tay động chân với em gái em có tư tưởng không an phận nào đó thì em sẽ không tha cho anh đâu anh tuyệt đối không dám giang sách đáng thương Trước mặt vợ mình chẳng có một chút mặt mũi nào hết. Nếu bị kẻ thù cũng nhìn thấy, Đường Đường là một chiến thần tu la lại có thể trở nên bất lực, yếu hèn như vậy, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào. Chỉ có thể nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Màn đêm tan đi, bầu trời lại sáng, mặt trời dần ló dạng ở đằng đông. Chiếc Cadillac với thiết kế nhỏ nhắn đang lái trên con đường rộng rãi đến sân bay. Xe dừng lại, hai nữ một nam bước xuống sau khi đinh mộng nghiên đưa giang sách và tô nhàn đến sảnh chờ cô liên tục dặn dò họ phải cẩn thận trên đường đi trước khi quay về đinh mộng nghiên còn nói nhỏ vào tai giang sách anh chú ý giữ khoảng cách cấm không được vớ vẩn gì đấy đầu giang sách hiện đầy vạch đen trong lòng vợ mình anh không đáng tin cậy đến vậy sao sau khi đinh mộng nghiên rời đi tô nhàn cười híp mắt hỏi anh rể vừa rồi chị em nói gì với anh vậy không có gì cô ấy chúc anh lên đường thuận lợi thôi. Chật, vậy tại sao phải lén lút nói nhỏ với anh như vậy? Tô Nhàn vô cùng nhạy bén, nói thực ra anh không nói em cũng biết, chắc chắn chị ấy bảo anh quy củ một chút, không được có suy nghĩ quá phận với em đúng không? Giang sách ho khan một tiếng. Mặc dù không thừa nhận, nhưng vẻ ngại ngùng trên mặt đã bán đứng giang sách. Điều này khiến Tô Nhàn bật cười khúc khích, cố ý sáp lại gần người giang sách, còn cố ý cọ bộ phận mềm mại nào đó vào người anh anh rể, anh thấy em nói có đúng không? Giang sách sợ đến mất mật, giật mình một cái đứng bật dậy. Đáng thương cho một chiến thần tu la lại bị một cô gái, chèn ép, đến mức, không còn chỗ nào để đi. Tô nhàn càng cười vui vẻ hơn. Cô ấy rất thích nhìn dáng vẻ luống cuống, không biết nên làm thế nào của giang sách. Máy bay nhanh chóng đáp xuống sân bay. Sau khi gửi xong hành lý, hai người họ chỉ xách theo túi sách đơn giản theo đám đông bước qua lối vào hẹp dài, lên máy bay. Hành khách thân mến, máy bay sắp cất cánh. Xin quý khách vui lòng tắt điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Xin hãy thắt dây an toàn. Mong quý khách hãy ngồi đúng số ghế của mình. Cảm ơn. Theo lời nhắc nhở của tiếp viên hàng không, mọi người tắt máy, thắt dây an toàn. Máy bay cũng từ từ cất cánh bay lên không trung. Trong quá trình máy bay khởi động, giang sách nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lai. Like. Sau khi máy bay bay được khoảng 30 phút, anh bỗng nghe thấy tiếng ồn ào. Giang sách nhạy cảm mở mắt ra, liền nhìn thấy một bà cụ đột nhiên ôm ngực với vẻ mặt đau đớn. Người trợ lý ở bên lo lắng và căng thẳng đến mức chân tay run rẩy lẩy bẩy, sau đó lấy một lọ thuốc trong túi ra. Dưới sự giúp đỡ của nữ tiếp viên, người trợ lý đó nhét viên thuốc vào miệng bà cụ kia cho bà ấy uống. Nhưng dường như viên thuốc không có tác dụng gì, sau khi uống xong bà cụ vẫn rất đau đớn khổ sở, Mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Chương 296, còn phải chọn sao? Ai đến giúp tôi với? Ở đây có bác sĩ không? Ai có thể trị khỏi cho bà cụ, tiêu tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Lời người trợ lý nói đã khiến tất cả hành khách trên chuyến bay sững sờ. Giang Sách quay đầu nhìn một cái, sau đó anh lập tức tháo đai an toàn ra không một chút suy nghĩ. Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng, một người đàn ông đeo kính gọng vàng mặc vest thắt cà vật đã đi tới, lên tiếng, tôi là Peter, đến từ Hiệp hội Y khoa nước ngoài, tôi là bác sĩ chuyên khoa về tim mạch. Để tôi khám cho bà ấy. Mọi người tránh đường cho người đàn ông đó, anh ta kiểm tra mắt, mũi, miệng của cụ bà, rồi hỏi, bà cụ bị bệnh bao lâu rồi? Trợ lý đáp, bà cụ bị bệnh nhiều năm rồi, thỉnh thoảng sẽ lên cơn đau tim, vì thế bên người lúc nào cũng có thuốc đề phòng, hễ phát bệnh là uống thuốc, có hiệu quả ngay lập tức. Hôm nay không biết tại sao thuốc lại không phát huy công dụng, bác sĩ anh mau xem cho bà cụ đi. Ừm, đừng nôn nóng, trong lòng tôi đã có tính toán. Peter khám cho bà cụ một lượt, nói một cách chắc chắn, không có gì đáng ngại đâu, chỉ đơn giản là bệnh tim phát tác, uống ít thuốc và nghỉ ngơi một lúc là sẽ ổn thôi. Giang Sách nghe vậy liền không khỏi cau mày, anh cúi xuống nhặt viên thuốc mà vừa nãy bà cụ chưa uống hết mà nôn ra, đưa lên mũi người. Sau đó anh lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn trước khi peter cho bà cụ uống thuốc giang sách vội vàng nói đợi đã mọi người liền nhìn về phía anh peter hỏi vị này xin hỏi có chuyện gì vậy giang sách nhẹ nhàng nói thuốc của anh có thể khiến người bệnh mất mạng không được cho bà cụ uống cái gì peter rất không vui anh ta đã khám bệnh cho người ta bao nhiêu năm nay làm sao có thể để người ta tùy ý xúc phạm như vậy anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Giang Sách đưa viên thuốc đó ra, nói, bệnh của bà cụ vốn không nghiêm trọng, chỉ cần uống ít thuốc là có thể xoa dịu. Nhưng hôm nay bà ấy đã uống thuốc mà vẫn không đỡ hơn, là vị thuốc này có vấn đề. Anh xem, viên thuốc này nhìn bề ngoài thì có vẻ giống hệt những viên thuốc bình thường, nhưng bên trong đã hơi có chút thay đổi, có một thứ mà trong Đông y gọi là đương quy. Mặc dù loại thuốc này có thể chữa được nhiều bệnh, nhưng dược tính rất mạnh hơn nữa còn tương khác với loại thuốc mà bà cụ vốn dùng thường ngày. Vì thế sau khi uống thuốc xong, bà cụ vẫn không khá hơn chút nào. Đó là bởi vì dược tính đã bị áp chế, công hiệu ban đầu của thuốc không thể phát huy. Giang sách lại chỉ vào viên thuốc trong tay Peter, nói còn thuốc trong tay anh, trong điều kiện bình thường nó có thể chữa được bệnh của bà cụ. Nhưng trong trường hợp bà cụ này đã uống đương quy, dược tính của thuốc vô cùng tương khắc với đương quy. Chưa đến 3 phút sau, bà cụ sẽ mất mạng những lời giang sách nói rất đáng sợ nhưng bà cụ vẫn ôm lấy ngực đau đớn thống khổ vô cùng nếu không uống thuốc bà cũng không còn con đường nào ngoài chết peter nổi giận đùng đùng hỏi vị này không biết anh xuất thân từ đầu theo học người thầy nào làm việc ở bệnh viện nào giang sách bình thản đáp tôi không bái sư hay học ở trường lớp nào hết chỉ là bình thường có thời gian rảnh rỗi tối sẽ theo một vị bác sĩ già học một chút y thuật đông y bác sĩ già đông y Peter nghe vậy thì bật cười ha hả, "Mẹ kiếp, Đông y toàn là những thứ vớ vẩn, cả ngày chỉ biết nói những lời nhảm nhí, không chữa nổi bệnh cho người ta, còn khiến bệnh tình kéo dài." "Cuống hồ, anh không phải bác sĩ, chỉ là người mới học được chút y thuật, anh có tư cách gì mà nói này nói nọ trước mặt tôi?" Peter nhìn sang người trợ lý, hỏi, "Cô tin tưởng Tây y hay Đông y?" "Cô tin tưởng tôi." một bác sĩ chuyên nghiệp của hiệp hội y khoa hay là tin tưởng một kẻ mới học được một chút y thuật đã đi rêu rao khắp nơi lừa gạt người ta còn phải chọn sao đương nhiên là người trợ lý sẽ lựa chọn tin tưởng peter dù sao người ta cũng đã có chứng chỉ y khoa chuyên nghiệp còn là thành viên của hiệp hội y khoa cũng dùng tây y khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy hơn còn giang sách chẳng qua anh cũng chỉ là một người mới bước chân vào giới y học học được một chút y thuật mà thôi không khó để lựa chọn peter hừ lạnh một tiếng nói những năm gần đây càng ngày càng lắm những kẻ thấy tiền là sáng mắt lên bà cụ sắp tắt thở đến nơi rồi mà còn có người thừa nước đục béo cò một chút hy đức cũng không có đúng là cặn bã vừa nói peter vừa bà cụ hít một hơi vừa định nói gì đó đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn lồng ngực càng đau đớn hơn ngũ quan trên mặt cũng vì đau đớn mà co rúm lại bà ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, chân tay co giật. Nhìn tình thế đó, chưa đến vài phút, bà cụ sẽ mất mạng. Trong phút chốc, tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều trở nên hoảng sợ. Máy bay vẫn đang ở trên không, chắc chắn sẽ không thể hạ cánh trong một chốc một lát. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đau đớn của bà cụ thì cho dù có hạ cánh thì chỉ e bà ấy cũng sẽ không đợi được đến lúc đó mà qua đời ngay trên đường bay. Mọi người nhìn nhau, và không ai có thể có cách nào khác. Trợ lý túm cổ áo Peter giận dữ quát, đồ lăng băm. Tại sao bà cụ uống thuốc của anh xong không những không có chuyển biến tốt mà tình trạng bệnh còn tệ hơn? Anh mau chữa khỏi cho bà cụ đi, nếu không tôi sẽ cho anh bồi táng cùng bà cụ đấy. Peter tái mặt vì sợ hãi. Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng thuốc của anh ta không có vấn đề gì, không biết đã chữa khỏi cho bao nhiêu người mắc bệnh tim như vậy, nhưng tại sao lần này lại xảy ra sự cố? Tôi, tôi Tôi không biết. Tôi vẫn luôn dùng thuốc này để chữa cho các bệnh nhân, trước đây đều không có vấn đề gì, tại sao lần này lại xảy ra sai sót chứ? Peter lo lắng đến mức phát khóc, không hiểu tại sao lại như thế này. Trợ lý túm đầu Peter, nói anh không biết ư. Vậy tôi sẽ khiến cho anh phải tỉnh táo lại. Người trợ lý vừa định nhét đầu Peter vào giá đựng hành lý, chớp mắt một cái đã nhìn thấy Giang sách cầm mấy chiếc châm bạc bước đến bên cạnh cụ bà. Anh làm gì vậy? người trợ lý nhanh chóng đá peter sang một bên muốn đưa tay ra để ngăn giang sách lại nếu anh muốn bà cụ mất mạng thì cứ việc động tay động chân một câu của giang sách đã khiến người trợ lý giữ người tại chỗ không dám nhúc nhích anh ta nuốt nước bọt lo lắng hỏi anh có thể cứu cụ bà ư giang sách không đáp lời toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc châm cứu cho bà cụ lúc cây kim bạc xuyên qua cơ thể bà cụ chỉ thấy một khối vật thể giống chất lỏng màu trắng bị kim bạc hút ra bà cụ ngay lập tức hết co giật. Ngay sau đó, Giang sách lần lượt đổi mấy kim bạc, lật người bà cụ lại, vỗ mạnh ba cái vào lưng để bà cụ nôn ra, những thứ vừa được ăn khi nãy cũng nôn hết ra. Làm như vậy có thể đẩy hết những thứ thuốc tương khắc trong người bà cụ ra một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Vị trí của cây kim cuối cùng mà giang sách châm vào người bà cụ vô cùng quan trọng, nó sẽ đâm vào mi tâm của bà cụ, chỉ hơi lệch một chút thôi thì không những không cứu được người mà còn biết thành giết người kim châm vừa hạ xuống, trên trán giang sách cũng tha mồ hôi lạnh. Tích tắc, tích tắc. Vài giây sau, mì tâm bà cụ giãn ra, không còn khó chịu và đau đớn như lúc trước nữa. Giang sách thở vào nhẹ nhóm, đỡ bà cụ ngồi dậy, lau mồ hôi và nói với trợ lý, không sao rồi, để bà cụ nghỉ ngơi 10 phút sau đó rút kim ra là được. Người trợ lý thấy bà cụ đã thực sự bình an vô sự. Cũng không có giật nữa, không nôn mửa, tim cũng không còn đau nữa, Cả người thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở rất đều. Người trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Anh ta kích động túm lấy tay Giang Sách, nói: "Thần y, thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh thì sợ là bà cụ đã đi chầu Diêm Vương rồi. Sau khi quay về chắc chắn tôi sẽ bị xử tử. Anh cứu mạng bà cụ cũng là cứu mạng tôi. Thần y, xin hãy nhận của tôi một lạy." Người trợ lý lập tức quỳ xuống, cũng không cho Giang Sách cơ hội khách sáo mà dập đầu liên tiếp mấy cái liền với anh anh ta vừa dập đầu vừa nói cảm ơn khiến Giang sách hơi lúng túng, khó xử. Khổ khổ, Giang sách ho khan một tiếng, đưa tay đỡ anh ta dậy, chúng tôi là người học y, thấy người bệnh đương nhiên là phải đưa tay ra cứu giúp, đây là nghĩa vụ, anh không cần phải khách khí như vậy. Ngoài ra, đừng gọi tôi là thần y, gì đó, tôi chỉ là người mới học được một chút về y thuật thôi. Anh gọi tôi là Giang Sách là được rồi. Nhưng người trợ lý lại kiên quyết không đồng ý, nói thần y Giang, anh khiêm tốn quá, y thuật của anh rất xứng với hai chữ thần y. Nói rồi, anh ta lôi Peter đến, ấn đầu anh ta xuống, nói tây y. Hiệp hội y khoa, ha ha, đều là những thứ chết tiệt. Giang sách lắc đầu cười. Đông y hay tây y, thực ra về bản chất cả hai đều giống nhau, đều lấy việc cứu chữa người bệnh làm gốc. Mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được chuột thì đều là mèo có ích. chương 298, đây là thiên đường của phụ nữ. Đông y và tây y cũng như vậy, chỉ cần có thể cứu được người thì đều là y thuật tốt, bác sĩ tốt, không cần phải phân biệt nhiều như vậy làm gì. Người trợ lý giơ ngón tay cái tán thưởng, đây mới là vị anh hùng của mọi người. Mọi người nhìn mà xem, không hổ là thần y. Mọi người trên máy bay đều vỗ tay nhiệt liệt. Y thuật tuyệt vời của Giang Sách đã thực sự gây ấn tượng với bọn họ, người đàn ông này xứng đáng được bọn họ tán thưởng. Trong tiếng khen ngợi của mọi người, giang sách thấy cũng đã gần hết thời gian liền giúp bà cụ rút hết kim châm cứu trên người ra kim vừa rút bà cụ cũng mở mắt thân sắc của bà đã trở nên khỏe khoắn hơn mặt hồng hào khỏe mạnh mặc dù vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra bà đều nghe thấy hết cho nên khi vừa mở mắt bà đã mỉm cười cảm ơn với giang sách thần y giang thật sự cảm ơn cậu nếu không có cậu hôm nay bà lão này đã mất mạng trên máy bay rồi Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào, thần y Giang, cậu chính là ba mẹ thứ hai của tôi." Giang Sách sợ hết hồn. "Cụ bà, bà đừng nói như vậy, bà đức cao vọng trọng như thế, cháu chỉ là bậc con cháu, bà nói vậy sẽ khiến cháu bị tổn thọ đấy ạ." À? Hai người khách sáo qua lại đôi câu. Bà cụ lấy một tấm thẻ ra đưa cho Giang Sách, nói "Cậu đã cứu mạng tôi, nhất thời tôi cũng không có gì để báo đáp, tấm thẻ này cậu hãy nhận lấy đi." Giang Sách nhận thẻ vừa nhìn đã thấy đây là thẻ VIP của một cửa hàng đá quý. Bà cụ giải thích, nhà chúng tôi kinh doanh đá quý, tấm thẻ này là thẻ VIP cấp cao nhất của cửa hàng chúng tôi. Người sở hữu tấm thẻ này, chỉ cần vào cửa hàng đá quý, hàng tinh của chúng tôi là mỗi ngày có thể lấy miễn phí một món trang sức đá quý có giá trị bất kỳ. Ngoài ra, tất cả các món trang sức đá quý khác đều được giảm giá 30%. Mỗi ngày lấy một món trang sức đá quý mà không cần phải trả tiền, những món trang sức đá quý khác được giảm giá 30%. Đây là phúc lợi cực kỳ lớn. Đoán chừng cũng chẳng có mấy ai được sở hữu tấm thẻ VIP tối cao này, Giang Sách hơi cảm kích, nói: "Bà cụ, bà khách sáo quá." Bà cụ xua tay, nói: "Aida, khách sáo cái gì chứ? Cậu đã cứu mạng tôi, đây là điều tôi nên làm mà." Lúc này, Giang Sách liền ghé vào tai bà cụ, nhắc nhở cụ bà: "Cháu xin mạo muội nhiều lời một chút." hôm nay bà suýt mất mạng như vậy là bởi vì thuốc bà vẫn dùng hàng ngày đã bị ai đó động tay động chân vào bên trong có lẫn thành phần tương khắc về dược tính xem ra là có người muốn gây bất lợi cho bà nhưng lại sợ bà phát hiện ra bà phải cẩn thận bà cụ gật đầu có thể làm được chuyện này chắc chắn là người bên cạnh mình thực ra trong lòng bà đã nắm chắc bà cụ còn muốn nói thêm vài câu thì nữ tiếp viên đã bước tới nhắc nhở các vị hành khách máy bay sắp hạ cánh xin vui lòng ngồi vào ghế của mình ạ à không còn cách nào khác, bà cụ đành phải ngồi vào ghế, giang sách cũng quay lại chỗ ngồi của mình. Chuyện này tạm thời dừng ở đây đã. Không lâu sau đó, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay. Bà cụ còn chưa kịp lên tiếng, giang sách và tô nhàn đã rời khỏi máy bay trước, đi qua hành lang dẫn vào bên trong, lấy hành lý và rời khỏi sân bay. Ngắm nhìn đường phố thời trang, tô nhàn giơ tay hét lên đầy phấn khích Milan, im cam in. Milan là kinh đô thời trang quốc tế, là thành phố có ảnh hưởng lớn nhất đến giới thời trang. Đây là thiên đường của phụ nữ. Đá quý, quần áo, đồ trang sức, nghệ thuật và văn hóa. Tại một nơi xa hoa hào nhoáng như vậy nồng đậm bầu không khí nghệ thuật, trên thế giới này chẳng có cô gái nào lại không yêu Milan. Cất bước trên đường phố, những kiến trúc cổ kính được kết hợp hoàn hảo với những kiến trúc hiện đại hóa. Mỗi một khuôn mặt mà bạn nhiều thấy đều khác nhau, chẳng ai giống ai. Người ở đây nói các ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới và đến từ các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Tô nhàn giang hai tay ra, tận hưởng thành phố dành cho phụ nữ, một thành phố thuộc về thời trang, một thành phố thuộc về nghệ thuật. Trên đường đi giang sách cũng không biết anh đã chụp bao nhiêu tấm ảnh cho cô ấy, pin dự phòng cũng thay mấy cái liền. Anh lắc đầu cười khổ, Milan thật sự là một thành phố có thể khiến các cô gái phát cuồng chương 299, cô ấy không khỏi nuốt nước bọt. Thực ra bản thân Giang Sách cũng không có quá nhiều hứng thú với nơi này. Dù sao một người đàn ông khiêm tốn ẩn mình đến đáng sợ như anh, dù trong tài khoản có hàng chục tỷ nhân dân tệ có thể tùy ý xài nhưng anh vẫn thích mặc những bộ quần áo, bình dân, bán bên lề đường. Điều này cũng khiến rất nhiều người tưởng anh là một tên nghèo kiết xác. Tô Nhàn đã chơi đến dã rời, lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, cô ấy vô tình hay cố ý mà nhìn Giang Sách, không khỏi bĩu môi. Anh rể, sao anh có thể như vậy được nhỉ? Hả, anh làm sao cơ? Làm sao là làm sao? Anh nhìn quần áo anh đang mặc đi, thật sự là một sự sỉ nhục đối với kinh đô thời trang đấy. Thế là tôi nhàn liền rút hầu bao, kéo giang sách đến các trung tâm thương mại, giúp anh mua những bộ đồ mà những người đàn ông nổi tiếng trên thế giới hay mặc, chỉnh trang lại cho anh từ đầu đến chân. Một bộ quần áo có giá hàng chục nghìn nhân dân tệ thành thực mà nói, mặc những bộ đồ đó giang sách thấy không quen, cảm giác chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn, kém thoải mái hơn nhiều so với những bộ quần áo bình dân chỉ có mấy chục tệ kia. Nhưng nhập ra thì phải tùy tục. Nếu đã đến một thành phố mang tầm quốc tế thì việc phải ăn mặc sao cho phù hợp cũng không phải vấn đề gì lớn. Hai người vừa đi vừa chơi vừa mua sắm. Giang sách phát hiện ra tô nhàn là một cô gái tiêu tiền không tiếc. Tiền cô ấy mang theo chưa đến nửa ngày đã bị cô ấy tiêu hết sạch sành xanh rồi, nhưng tôi nhàn lại chẳng lo lắng chút nào, vì cô ấy biết giang sách rất lắm tiền. Đưa giang sách đi cùng tương đương với việc mang theo một chiếc ví tiền lớn. Điều này cũng khiến giang sách khá bất lực. Sau khi vui chơi nửa ngày trời, hai người họ sách túi lớn túi nhỏ đi về khách sạn. Đi được nửa đường, Tô Nhàn đột nhiên chỉ vào cửa hàng đã quy cách đó không xa, nói anh rể, anh nhìn kia là gì. Giang Sách nhìn theo hướng chỉ của Tô Nhàn liền nhìn thấy tên của cửa hàng đó Trang Sức Đá Quý Hằng Tinh Hằng Tinh Giang Sách nhớ đến bà cụ anh gặp trên máy bay lúc đó bà đã đưa cho anh một tấm thẻ vip nói nhà bọn họ kinh doanh đá quý vậy cửa hàng đá quý trước mặt anh ắt hẳn là của nhà bọn họ rồi Tô Nhàn nói anh rể nếu những lời bà cụ kia nói là thật thẻ vip của anh mỗi ngày đều có thể lấy một món trang sức đá quý mà không phải trả tiền cũng không biết là thật hay giả đi nào, chúng ta đến đó thử xem. Hả, không về khách sạn nữa ư? Aida, sao anh lại rẻ rà như phụ nữ vậy? Mau lên! Không còn cách nào khác, Giang Sách đành phải đi theo tô nhàn vào cửa hàng đá quý hằng tinh đó. Họ vừa bước vào đã có nhân viên phục vụ đứng ở cửa tiếp đón, hoan nghênh quý khách. Nhân viên phục vụ ở đây đều thành thạo từ 3 đến 6 ngoại ngữ, trong đó bắt buộc phải có tiếng Anh và tiếng Trung, thấy Giang Sách và tô nhàn đến, bọn họ sẽ dùng tiếng chung để chào làm vậy sẽ khiến khách hàng đến mua sắm sẽ có cảm giác như đang ở nhà tô nhàn bước vào cửa hàng đá quý từ từ tìm hiểu về đá quý của hằng tinh dưới sự giới thiệu của nhân viên phục vụ quả không khoa trương khi nói đây là cửa hàng đá quý quốc tế lớn đã lâu đời ở milan hơn nữa ngoài việc bọn họ không làm những sản phẩm có đẳng cấp thấp tất cả đá quý ở đây đều rất đắt tiền tô nhàn tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh một vòng Món trang sức đá quý rẻ tiền nhất cũng có giá 20.000 nhân dân tệ, còn những món đắt tiền khác có giá trị lên đến 6, 7 số, quả thực là rất dọa người. Cô ấy không khỏi nuốt nước bọt. Đắt quá đi mất. Tô Nhàn ngắm nghía trong cửa hàng đá quý, dây chuyền ngọc trai, mặt dây chuyền pha lê, vòng tay mã não, hoa tai ngọc bích, nhẫn kim cương, tất cả mọi thứ đều có giá trên trời. Mỗi một món cô ấy đều muốn mua về. Nhưng Tô Nhàn không dám mở miệng đòi, vì cô ấy không có tiền cũng ngại lên tiếng bảo giang sách bỏ ra hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu tệ để mua trang sức đá quý cho mình. chương 300, tặng quà để lấy lòng con gái ư. Tô nhàn quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang đứng sau lưng mình. Mắt anh ta có màu xanh lục, dáng người cao chừng một mét tảm cùng với nụ cười nhẹ mê người, đây là kiểu mà con gái thích nhất. Nhưng tô nhàn không hề rung động trước vẻ ngoài này của người đó vì có ngoại hình xinh đẹp nên từ nhỏ Tô Nhàn đã hay được người ta bắt chuyện làm quen, cô ấy đã quen từ lâu. Tô Nhàn còn chưa kịp đáp lời, đổi phương đã nói tiếp, quý cô xinh đẹp này, cô giống như vầng trăng sáng trong đêm vậy, rực rỡ soi sáng lòng người, sưởi ấm trái tim mềm mại của tôi. Tên tôi là Kích, tôi tự hỏi không biết mình có vinh hạnh được biết quý danh của cô không, thưa cô. Tô Nhàn nhún vai, đáp không cần khách xảo, anh cứ gọi tôi là Tô Nhàn đi. Tô Nhàn à, một cái tên thật đẹp cách mỉm cười nói quý cô tô nhàn tôi thấy cô đang chọn đồ trang sức hình như cô rất thích đá quý ở đây nhỉ nếu có thể hãy cho phép tôi tặng cô một món làm quà gặp mặt tô nhàn cười khẩy tặng quà để lấy lòng con gái ư ha ha trò trẻ con tô nhàn đã quen với chiêu trò này từ lâu cô ấy lập tức vươn tay ra khoác tay giang sách dựa đầu vào vai anh nói cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu nếu tôi thích món trang sức nào thì người yêu tôi sẽ mua nó cho tôi." Giang Sách bất lực cúi đầu xuống, rõ ràng anh biết Tô Nhàn đang lấy anh ra làm lá chắn, nhưng anh cũng không thể nói gì. Cách biển sắc, hơi tức giận. Anh ta đánh giá Giang Sách, cười khẩy chế nhạo, "Cô Tô Nhàn, xin cho tôi mạo muội hỏi một câu, sợ là vị người yêu này của cô không thể đáp ứng được mọi yêu cầu của cô đâu." "Ồ, à, sao anh lại nói vậy? Vì anh ta không có đủ tiền đâu." cách chỉ vào giang sách, nói quần áo trên người anh ta nhìn là biết rõ ràng anh ta chỉ vừa mới mua để ứng phó với lần hẹn hò này với cô. Khí chất của anh ta hoàn toàn không hợp với bộ đồ, mặc dù mặc đồ đẹp đẽ sang trọng, nhưng trên người anh ta vẫn toát ra một loại khí chất nghèo hèn từ trong cốt tủy. Giang sách ngượng ngùng xoa mũi. Người ta nói như vậy hình như cũng chẳng có gì sai, anh quả thực đã nghèo quen, rồi, mặc bộ đồ này trên người đúng là thấy không quen. Cách nói tiếp, hơn nữa cô Tô Nhàn à, tôi đã nhìn thấy được một điểm ở anh ta. Đó là trang sức ở tầng một chỉ hàng bình thường, người yêu cô cũng chỉ có thể dẫn cô xem ở đây thôi. Còn tôi thì khác, tôi có thể dẫn cô lên tầng 2, xem những món trang sức đá quý đắt tiền chân chính. Không chỉ xem thôi đâu, tiền mà tôi có còn có thể mua học ô một món bất kỳ mà cô thích. Cô Tô Nhàn, một quý cô xinh đẹp như cô sao lại có thể bị một kẻ nghèo hèn bên cạnh vấy bẩn được. Xin cô hãy rời bỏ anh ta, để tôi được nắm tay cô, học ô thấy một thế giới mới." Nói rồi, cách đưa tay về phía Tô Nhàn. Khóe miệng anh ta cong lên, để lộ nụ cười nhẹ nhàng như thể anh ta có thể chắc nịch rằng, không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được vẻ ngoài và sự giàu có của mình. Cách khá hài lòng với chiêu trò này, con gái bên ngoài luôn không thể cưỡng lại được những người đàn ông đẹp trai và giàu có. Nhưng lần này tính toán của anh ta nhầm rồi. Tô Nhàn ôm chặt cánh tay của Giang Sách hơn, "Lầu 2 phải không? Anh yêu sẽ đưa tôi lên, cảm ơn lòng tốt của anh." "Hả?" Bàn tay vươn ra của cách có chút khó xử. Anh ta chậm rãi thu tay lại, sờ sờ mũi nói, "Cô Tô Nhàn, chỉ sợ cô vẫn không đủ hiểu biết về tầng 2 của trang sức Hằng Tinh nên mới nói ra lời này. Chờ cô thật sự đi lên rồi thì sẽ biết những lời vừa rồi của tôi có nghĩa là gì."